Alo, xin chào một khán Dạ giả gọi vâng. đến từ Đồng Nai. Dạ, em có một câu chuyện về gia đình ạ. Rồi. Tại 2013 thì có chồng em mất, mà 2018 thì em có đi bước nữa. Đến 2022 á, thì con gái em có cưới chồng nhưng mà lại không chấp nhận người chồng của em bây giờ là gọi bằng cha dượng, mà chỉ gọi bằng cái cha ngoài nghĩa địa thôi ạ. Thế thì sau đó thì Chuyện gì? con em có nói là vậy thì để cho con tự Chuyện quyết này. định tự cưới, rồi về sau rồi cũng không có hỏi cưới gì hết, rồi cũng tự về bên nhà chồng làm lễ chung với họ nhà chồng luôn ạ, cũng coi như là bất cần mẹ luôn ạ. Thì em Rồi. cũng xin có gửi đến chương trình cho em một lời khuyên ạ. Tức là bạn chồng mất và có con đúng không? Có mấy người con? Dạ bốn ạ. 4 người con với người chồng đã mất á. Dạ vâng ạ. Rồi, và bây giờ đi bước nữa với người chồng hiện tại đúng không? Dạ vâng ạ. Có cưới hỏi đăng ký kết hôn đàng hoàng không? Dạ có ạ, có đăng ký kết Cái hôn với thời họ luôn. 2017-2018 khi đi bước nữa ấy thì các con, thái độ của các con như thế nào? Thì nói chung ngay thì ban đầu thì cũng không chấp nhận cho người cha dượng này, vì có cái tính ích kỷ ở ngoài Bắc là mẹ cha chết thì mẹ phải ở vậy nuôi con, cho nên là các Rồi, bé thế và hai vợ mọi người. chồng không ở cùng với cả 4 người con à? Dạ, tại vì hai vợ chồng con em mới cưới thì lại mua đất để xây nhà ra ở riêng ạ. Còn của người con thì lại được tất cả hưởng cái gia tài của bố nó, còn tất cả tổng giá trị khoảng 3 tỷ ạ. Rồi, thế nhưng mà ý tôi muốn hỏi tức là bạn ấy là người mẹ không ở Dạ. cùng với 3 4 người con à? Người con không chấp nhận ạ. Gửi mẹ ra coi như là con chỉ muốn mẹ ra ngoài đường để tự đi lấy chồng thì về nhà chồng tự lo hoặc là như thế Rồi, nào chứ rồi, không rồi. cần mẹ. Rồi, thế hiện tại thì là hai vợ chồng bạn ở đâu? Dạ cũng vẫn đang ở Đồng Nai ạ. À, thế à, và ở nhà riêng đúng không? Gần, ở gần đó ạ, dạ vâng. Rồi, thế và cái người chồng, thế thì hai vợ chồng có thêm người con nào nữa không? Chung không? Dạ không, thì các cháu mới dậy như vậy cho nên là em mới nhận một bé nuôi được 3 tháng ạ. À, con nuôi Đến à? bây giờ, dạ vâng, đến bây giờ bé được 10 tháng rồi ạ. À, thế à, cũng vất Dạ vả nhỉ, vâng. 50 tuổi bây giờ mới chăm con 10 tháng tuổi. À, Dạ. mặc dù là con nuôi đi nữa thì cũng rất là vất vả bởi vì bé quá nhỉ. Vâng ạ. Rồi thì anh ý, anh chồng hiện tại ấy thì vợ con làm sao ngày Dạ xưa không có vợ, dạ à, không có chưa vợ con là vậy, vì là một trai trưởng trong gia đình của đạo Phật ạ. ừ. Thế này cũng có muốn có một người con, nếu mà con cái của em mà bốn đứa mà nó biết tôn trọng thì cũng không phải xin con nuôi mà cũng không phải đẻ nữa đâu ạ. Rồi. Nhưng mà vì con cái nó không biết cho nên là mình bắt buộc mình phải xin cho một anh chàng này một con để sau này có người chăm lo ạ. Rồi, tóm lại là khoảng 5-6 năm nay thì mấy mẹ con là không nhìn mặt nhau, không bằng lòng với nhau chỉ vì là bạn đi bước nữa đúng không? Dạ không, cách đó trước đó chỉ khoảng 2 năm thôi ạ, còn 2, 3 năm thôi, còn 2 năm về đây là vẫn phải lo cơm ăn áo mặc hàng ngày với các cháu ạ. À thế à, thế đứa bé nhất là bao nhiêu tuổi? Dạ, cháu năm 24 Thế thì phải làm sao phải lo nữa, chúng nó ạ. lớn rồi còn gì nữa. Đứa út Vâng là thì, 24. Nó cơ. dạ còn cháu lớn là 30 ạ. À thế à. Vâng, còn cháu thứ hai là tại vì ba lần sanh 4 đứa ạ. Rồi, 3 lần sanh 4 đứa. Rồi. Và sanh đôi song sanh một đứa hai bé trai đằng sau cuối cùng. Cháu sinh năm 99 thì năm nay 24 tuổi ạ. À rồi, ok. Anh Đinh Vâng. Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Với những cái trường hợp khó xử như bạn thì Dạ. nên làm cách nào? Dạ. Rồi, xin chào. Dạ vâng, em chào anh Đinh Đoàn. Xin chào. Em xin chào chương trình. Sức khỏe của mình tốt không? Dạ. Dạ, khỏe tốt ạ bác ạ. Sức khỏe Dạ. tốt. Ông bạn mới này, ông chồng mới thì không gọi bạn nữa. Ông ấy bao nhiêu tuổi? Dạ Mình vâng. 50, ông mấy mươi? Dạ. Em xin phép là kém hơn em 6 tuổi thì năm nay nhà em chồng em mới có 45 ạ. À, chồng 45. Dạ. Và ông ấy không gây sức ép với mình về cái chuyện là phải có con mà Dạ chấp nhận vâng. là đi xin con nuôi đúng không? Dạ vâng Ừ. ạ. Dạ. Giá mà trước đây mà bàn tán một chút, biết đâu có cái trường hợp mà mang thai đấy, ví dụ như là mình thì không còn trứng nữa, hoặc là cách đây mấy năm mình lấy chồng, lúc ấy mình chưa đến 50 đúng không? Có Dạ thể vâng mình ạ, vẫn còn 45 ạ. trứng. Dạ. Rồi là anh ấy thì còn trẻ, cũng có 40 mấy thôi, thì chắc là cũng có thể có con tự nhiên được. Tất nhiên Dạ vâng. là mình không phải là sinh con lần đầu, cho nên là cái đoạn mà sinh con khi mà tuổi lớn cũng không có cái gì rủi Dạ ro 20 lắm. năm sau thì cũng khó Thôi sanh lắm được ạ. rồi, đang nói là giá như thế, nhưng mà bây giờ trước hết là phải chúc mừng mình thế này này, Dạ. ở cái tuổi của mình này, một gánh nặng 4 đứa con này,
tuổi thì cũng lớn hơn anh xã mày, thế mà ông Dạ. xã vẫn lại còn gái tân nữa chứ, Ừ. đúng không? Phi công trẻ thì tuyệt vời, Dạ. mà lại còn quyết tâm đồng hành cùng với vợ, không sinh con, không gây sức ép cho vợ, lại chấp nhận nuôi con nuôi vậy. Thì nói Dạ. là thôi, có lẽ là ông trời ông bù đắp cho mình có cái duyên. Dạ. Tôi để trước đó cuộc hôn nhân trước thì nó vất vả, mình một nách bốn con. Thế Dạ. nhưng mà rồi cuối đời thì ông trời cho một chàng hoàng tử bạch mã đến chia sẻ với mình những cái năm tháng cuối. Cái đấy là cái quý giá nhất, cái điều ấy là quan trọng nhất. Còn bốn đứa con của mình, bé nhất cũng 24 tuổi, các cháu đều là những công dân trưởng thành rồi. Hiện Dạ. nay chắc cái có cháu nào lấy vợ lấy chồng rồi chưa? Dạ, vừa rồi con em có hai cháu À, bé lớn có được một một cưới, một bên đứa đây đang tính cưới mà nó sinh ra không các bạn. cần. Thôi được Dạ. rồi, chuyện ấy đều là chuyện nhỏ. Cơ Vâng. bản nhất là mình bây giờ mình hạnh phúc, mình có gia đình, rồi các con thì đều trưởng thành độc lập, mình không cần phải nheo nhóc gì nuôi nữa. Cái cháu mà nó đi lấy chồng mà nó không muốn có ba mẹ đứng ra mà nó tự lo được thì kệ nó cũng tốt thôi, miễn là các cháu nó đúng pháp luật, kết hôn đúng pháp luật. Cái thứ hai là chúng nó cũng lại yên ổn hạnh phúc thế cũng được. Rất nhiều gia đình vì hoàn cảnh này hoàn cảnh khác mà không đám cưới. Dạ vâng, nhưng mà cho em xin phép anh Linh Đoàn, đây là cháu có nói là về nhà mẹ cưới là nhà riêng của cha dượng và mẹ, cưới con không có đồng nào hết, mẹ lo cho hết, thì em cho một căn nhà và một cây vàng. Nhưng mà cháu vẫn không chấp nhận, vì cái bên họ nhà trai đấy họ bảo là họ chỉ biết ông ở nghĩa địa là cha của bé này. Thôi, Đấy. chuyện đã xảy ra rồi, tất cả nó xong rồi, các cháu cũng lấy nhau rồi. Vâng. Bây giờ nó cũng chẳng đến nỗi nó đến nó hành hạ chửi bới gì mình, nó không gây sự gì mình, chỉ có mình hơi buồn một chút là đáng lẽ thì mình có con đầu cháu sớm đứng ra để lo cho các con được vuông tròn hạnh phúc thì là điều tốt nhất. Bố nó mất rồi thì có một người bạn mới, một người cha dượng đứng ra để đồng hành thì rất nhiều gia đình thế mà. Thế nhưng thôi thì các cháu nó cố chấp, hoặc là gia đình bên thông gia người ta không chấp nhận thì thôi cũng chả sao cả. Bây Đúng giờ rồi ạ, quan trọng vẫn nhất là là cháu 24 tuổi nó còn phải nuôi nó không? dạ không ạ, tại vì lúc trước khi xảy ra thì em không nuôi nữa thôi, là mới hôm đám cưới tháng 4 này là em không nuôi nữa thôi, còn trước đây là cứ alo mẹ ơi đong cho con bao gạo, rồi cứ hàng ngày là đến nhà em là bê cơm về, là chị em ăn với nhau, ngày thì có một bữa tối thôi, còn các cháu thì ăn tự túc, nếu có cháu ở đây gần thì ăn với mẹ bữa thêm bữa trưa, còn không thì chỉ bữa tối thôi, nó vẫn còn đang vòng tay của em. Nhưng mà trước khi đó lại một người khác đứng lên làm mẹ thì em rất là buồn. Đúng, mình thì hơi đã bảo hơi buồn một chút thôi, nhưng mà tất cả chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ thiếu để một thời gian nữa các cháu nó nhìn nhận thấy cho cái cơn mà gọi là cái cảm xúc của mình nó lắng xuống, Vâng. rồi mai kia các cháu nó có con rồi nó nuôi con thì nó sẽ hiểu lòng cha mẹ. Rồi lúc ấy thì mình làm bà ngoại, mình bảo rằng bận rộn thì mang con về đây, hôm nào gì bận quá đưa đi bà trông bà coi, mình gọi là sưởi ấm lại cái tình cảm mẹ con. Còn bây giờ các cháu nó đang rất là bướng bỉnh, nó đang cố chấp, mình cũng không có nặng nề làm gì cả nhá. Dạ không, thì Mình hai bây đứa giờ lớn mình thì cũng không nuôi. không phải Vâng là ạ. vứt các cháu ra đường, mình cũng nuôi các cháu bằng xào bằng gậy rồi mình mới đi Dạ. lo được hạnh phúc riêng Vâng. mình, chứ chẳng phải bảo Vâng. là bố nó vừa mất con còn đỏ bằng cái Dạ. kẹo cái mút gì mà mình đã bỏ chúng nó đấy để nó lang thang thì nó mới trách. Thế Dạ. thì cơ bản nhất là cái quan niệm rất là nhiều những gia đình mà các Vâng ạ. cháu nó còn 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 gợi ý cho mẹ là hãy đi tìm hạnh phúc mới khi mà ba con mất hoặc là ba con ly hôn, là các Dạ. cháu nó còn như thế cơ. Con riêng con nhà mình thì các cháu nó chưa 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 nghĩ được kỹ như thế. Nó không sao cả, mình nghĩ đến cái mà hiện tại này này mình đang có này này, hai Vâng. vợ chồng bảo ban nhau mà làm mà ăn sức khỏe sức khiếc này, cũng không cần phải mua chuộc các cháu, Dạ vâng và ạ. bằng cái việc là cứ cung phụng cho chúng nó để mua cái nọ để cho cái kia, để mà rồi mình phải bỏ tiền để mua tình cảm, không có nhá. Không ạ. À, mẹ không bao giờ bỏ các con, còn các con bỏ mẹ đấy là tùy các con, lương tâm các con, chứ còn thì các con vẫn là các con của mẹ, mình cứ khẳng định với con như thế nhá. Dạ. Lâu dần như anh Đinh Đoàn nói, các con nó sẽ Dạ. hiểu lòng cha mẹ nhá, Dạ. không nên Dạ. bức bối quá mà cuối cùng ảnh Vâng. hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình nhá. Dạ. Xin chào Dạ bạn, vâng. cảm ơn chuyên gia tấm lòng Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội.
Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Xin chào một khán giả gọi đến từ Hà Nội. Vâng, xin chào. Dạ vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Tôi năm nay 46 tuổi. Vâng. Và sức khỏe hoàn toàn bình thường, nhưng mà không hiểu lý do gì mà bây giờ cái nhu cầu sinh lý của mình nó hơi sụt giảm, hay là mình chỉ làm được chuyện ý trong vòng từ 1 phút đến 3 phút. Rồi. Điều đó làm cho mình cảm thấy mình hơi buồn. Rồi. Và nhờ bác sĩ tư vấn để làm sao cho nó, cho cái tâm lý của mình nó vượt qua được cái này. Rồi, thế là 45, 46 tuổi lấy vợ mấy chục năm rồi? 20 năm rồi. À, 20 năm, thế là các con cũng lớn rồi đúng không? Vâng, đúng rồi. Rồi, thế cái chuyện mà chất lượng quan hệ tình dục sụt giảm, nó kém. Nó kém bao lâu nay rồi? Nó cũng 3-4 năm nay rồi. 3-4 năm nay? Vâng. Rồi, đã đi khám ở đâu chưa? Chưa. À, chưa đi khám đâu. Và bạn có khám tổng thể cơ thể mình hàng năm bình thường? Khỏe mạnh anh ạ. À, mọi à? Chức năng mà vẫn tốt, nhưng mà mỗi tội cái là nó nhanh, nhanh thì cúp cỏ. Rồi, thế là vợ có than phiền gì không? Không, không than phiền. À. Nhưng mình thì cảm thấy không vui. À, không vui. Không vui thôi đúng không? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng, xin cảm ơn. Chị chào em. Vâng, xin chào bác sĩ ạ. Thế vợ em bao nhiêu tuổi rồi em? Vợ em năm nay 40 ạ. À thế à? Ừ, thế con lớn rồi. Thế vâng. Mà em có nói là em bị như vậy 3-4 năm nay và tất cả các lần quan hệ tình dục nó đều như thế à? Không, có thỉnh thoảng có những lúc lên đến 7-8 phút. Ừ. Thỉnh thoảng nhưng mà ít ít lắm, đại số là chỉ có 1-3 phút. Nó xuất tinh luôn hay là dương vật nó không cương được nữa? 1-3 phút là xuất tinh. Xuất tinh luôn hả? Vâng. Ừ. Ừ, các triệu chứng em mô tả thì có thể là mình cũng bị xuất tinh sớm ý. Vâng. Ừ. Thế và thôi, cho dù như thế nào thì mình chắc mình phải đi khám thôi em ạ. Yeah. Vâng. Ừ. Tại vì cái này nó cũng không liên quan tới thể chất của mình nhiều đâu. Ví dụ như không phải vì tôi rất là cao to, tôi rất là khỏe mạnh, tôi không mắc các cái bệnh gì bao giờ, thì tôi sức khỏe sinh sản của tôi nó không có vấn đề. Nó không phải như vậy. Thế chính vì thế là mình em ở Hà Nội thì rất là tiện mà. Nhá, em đi khám đi. Đi khám xem nó như thế nào. Thế và chỉ có lưu ý là Hà Nội nó rất nhiều các địa điểm, cho nên là em nếu được thì mình có thể đến các cái bệnh viện công lập ý. Ví dụ như là bệnh viện Việt Đức này, bệnh viện Đại học Y Hà Nội này, rồi hoặc là bệnh viện 108, 103, tức là những cái, hoặc là bệnh viện Bưu điện, tức là những cái bệnh viện đó nó có những cái khoa nam học rất là tốt và có nhiều kinh nghiệm, thì mình đến mình kiểm tra xem, họ sẽ kiểm tra sức khỏe tổng thể cho em, xem là có vấn đề gì không. Họ sẽ kiểm tra sức khỏe sinh sản hoặc kiểm tra cơ quan sinh dục của em. Sau đó thì tìm các cái nguyên nhân vì sao mà mình bị xuất tinh sớm như vậy. Lúc đó hy vọng mình có thể điều trị được cho em nhé. Em đừng ngại gì cả. Bác sĩ ơi, cho em hỏi thêm một câu hỏi nữa. Tức là bây giờ em thấy trên mạng xã hội đang quảng bá rất nhiều về một cái sản phẩm của một phòng thẩm mỹ viện, nó quảng cáo là có thể là làm tăng size và kéo dài cái dụng cụ người đàn ông ra, thì liệu có phải không ạ? Tôi thì tôi nghĩ rằng là mới lấy nhau đến 20 năm rồi, bây giờ muốn tăng size làm gì nữa, đúng không? Và tăng thì chắc là cũng được thôi, độn mũi độn cằm người ta cũng độn được cơ mà, đúng không? Nhưng mà cái mà tăng ý thì đâu phải của mình, đúng không? Chào bạn nhé, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Alo, xin chào một khán giả nữ từ Hà Nội. Chào bạn. Vâng, em chào bác sĩ. Vâng. Em có câu hỏi em muốn hỏi về cho con trai em ấy ạ. Rồi. Em theo dõi chương trình lâu rồi mà bây giờ em không biết chia sẻ cùng ai, em cũng suy nghĩ mà em muốn gọi điện hỏi chương trình. Rồi. Em và câu hỏi luôn là
Em con em là năm nay 17 tuổi. Hồi lúc năm em có con cho con đi xuống bệnh viện đi khám sức khỏe định kỳ. Khám sức khỏe cho con ấy thì người ta đo cơ quan sinh dục của con thì là bảo bình thường, nhưng mà cái hormone của con nó có sự suy giảm, nó thấp hơn bình thường một chút. Cho nên người ta bảo là cho con tiêm cái thuốc, em không nhớ thuốc gì nữa, để con gọi là bổ sung cái hormone sinh lý cho nam ấy ạ. Lúc ấy học lớp 5 á, tức là 11 tuổi á? Vâng ạ, có nghĩa người ta bảo kích thước cái quả cà của nó hơi bé, với lại cái hormone của nó thấp hơn so với chỉ lượng đưa ra ấy ạ. Rồi. Vâng, thế thì xong em cũng nghĩ tiêm xong thì thấy con bình thường và con nên phát triển dậy thì con có vậy thì con nó có biểu hiện như là con thích cạo lông chân, lông tay, rồi con bảo lông chân con quá rậm, con phải cắt đi, rồi con lại con thích nhuộm tóc, con thích để tóc dài, rồi con lại muốn đeo vòng tay, đeo khuyên tai, ăn nói thì nhẹ nhàng. Nên là em cũng có nghi ngờ về giới tính của con, nhưng em không biết là nó thế nào, chia sẻ với con. Nhưng bây giờ ví dụ như là em chỉ có nói là con gái hay con thích là con gái, là con nhảy sược lên, là con có nghĩa là không thích dùng từ là con thích con gái hay là con gái hay là con gì cả, con là con trai, con vẫn muốn khẳng định là con trai. Tiếp tục em đi khám lại thì người ta bảo là cái biểu hiện của con bây giờ là chiên là cái cơ quan sinh dục của con ấy nó vẫn là nó chỉ tương đương với ông già lọ kho già thôi ạ, nó không được như thanh niên như bây giờ. Ví dụ như giờ chỉ số của nó từ 9 đến 27 thì con chỉ được 13, 12 thôi. Được đưa của con nó phải 20. Thế thì em mới bảo là lo lắng thì em mới đưa sang bác sĩ tâm lý. Mà em không biết là bây giờ mà đưa con đi bác sĩ tâm lý nào để mình hỏi, để mình làm thế nào để biết là con mình có đồng tính, lưỡng tính hay không ạ. Vì biểu hiện của con em thấy... Biểu hiện của con như bạn nói tức là nhuộm tóc, đúng không? Thích đeo khuyên tai, đeo vòng tay. Tôi cũng thích đeo khuyên tai lắm, nhưng chẳng qua là lớn tuổi rồi không đục được lỗ thôi. Rồi nhuộm tóc thì ai cũng muốn nhuộm. Rồi thì biểu hiện thứ tư ba nữa là bạn thấy con là cạo lông tay, lông chân, lông bộ phận sinh dục, đúng không? Vâng ạ, cạo hết sạch ạ. Rồi sao bạn biết? Con thích mẹ thì... như là BB chân ấy ạ. Đấy, tại vì em con đòi cạo, con đòi đi tẩy, em không cho tẩy, bảo cạo em không cho cạo, thì con cạo chụp, cạo những cái chỗ mà mẹ không nhìn thấy. Còn cái ống chân là mẹ nhìn thấy thì con để lại, nhưng mà lông chân của con thực sự là nó vừa rộng vừa dài và tốt nữa. Thì em cũng khuyên con là không nên cạo, vì mình là con trai, mình phải để cho nó nam tính với họ kia. Nhưng mà con bảo là nó rậm, mách để lông rồi. Nó hôi, nhưng mà mẹ không biết gì cả. Bây giờ phải làm cho nó sạch sẽ, nó khỏi hôi hám. Rồi, rất nhiều vận động viên người ta cũng phải tẩy đi mà. Bây giờ thì chuyên gia tâm lý học của chương trình, đó là chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, xin chào mẹ trẻ. Mình có mấy đứa con, thằng cu này là 17 rồi đúng không? Vâng, em có hai con trai ạ, một bạn học lớp 8 ạ, một bạn này là lớp 11, bạn em thì bình thường ạ. Thế bạn lớn thì mình kết luận là cái gì mà không bình thường? Bố tại vì đâu? Em thấy từ lớp bé lớn lên lúc nào bạn hiền hậu nhỏ nhẹ, xong rồi bây giờ đang tuổi dậy thì em cũng để ý con rất là kỹ, với lại em con không có sự cương cứng như của thằng em. Ví dụ buổi sáng là phải chào cờ, nhưng thằng anh không chào cờ. Có thể là nó ôi mẹ nó thật sự là hiếm có đấy, một người mẹ rất là trẻ buổi sáng cứ đi quan sát xem thằng nào chào cờ, thằng nào bỏ sót chưa chào cờ là cũng phải nói là rất là có hiểu biết đấy. Vâng. Ok rồi. Lúc lớp 9, lớp 10 con còn cười mở với mẹ, em còn nịnh con để kiểm tra hai hạt cà có cân bằng không, có to, có lớn hơn năm trước hay không, có hạt to, hạt nhỏ hay không. Thì bố nó đi đâu? Mình nuôi con một mình à? Ở nhà và hai vợ chồng đều phối hợp với nhau như thế ạ. Là chồng xuống vợ xuống chồng, hai đứa cùng tìm hiểu mày mò về con ạ. Cà của con là 1 bên 8, 1 bên 10 ạ. Rồi rồi. Bây giờ cứ bình tĩnh nói ít thôi nhé, để bác Đoàn hỏi đến đâu thì nói đến đấy nhá. Con học lớp mấy? Con học lớp 11 ạ. Bây giờ nó có bạn bè gì không? Nó có chơi với bạn trai, bạn gái rồi? Toàn tất cả chơi với bạn gái, từ bé đến lên luôn chơi với bạn gái. Hỏi sao con không chơi với bạn trai thì con bảo là bạn trai nghịch lắm, nghịch con không thích. Rồi. Con gái nó hiền, nó ngoan hơn. Tuy nhiên nếu mình bảo nó là con gái thì nó tức đúng không? Vâng. Rồi. Thế xong rồi thầy chủ nhiệm với các cô, các thầy có nhắc nhở gì không? Rằng là ở lớp nó cứ thích ôm bạn trai, nó hôn hay là nó rình bạn trai đi vệ sinh để nó ngó hay là cái gì đó không? Có biểu hiện không, thích bạn trai gì không? Thầy lúc nào chỉ bảo là con ngoan với con hiền thôi ạ. Ngoan hiền thôi, đúng không? Được. Con có ba dạng, rơi vào một trong ba dạng. Một dạng thứ nhất là nam, nhưng nam yếu. Tức là cái hormone sinh dục hay nội tiết tố nam ấy nó yếu. Nó là nam, có điều nó yếu thôi. Cho nên là mình cũng không thể cứ ai cũng phải chào cờ. Có người yếu cờ không dựng được thì cũng chẳng chào được, đúng không? Có những người, có những bạn nam 11 tuổi đã dậy thì lúc nào cũng có thể chào cờ được. Nhưng cũng có những anh thanh niên 20 mấy tuổi rồi cứ ngoặt ngoà ngoặt ngoẹo mà. Nói chung là dạng yếu.
Thì đấy, cái đó thì phải đi khám thể chất để đo nồng độ hormone, để cần phải bổ sung nội tiết tố, liệu trình, liệu dược gì đấy là phải là bác sĩ. Thế loại thứ hai là thuộc loại là nó là chuyển giới, tức là cái vỏ của nó là nam nhưng cái ruột của nó là nữ. Nó thích tóc dài, nó thích môi son, nó thích đi giày cao gót, nó thích chơi với con gái, nó thích nhẹ nhàng, nó thích như mềm mại. Thì bởi vì hồn cốt bên trong của nó là một đứa con gái, chẳng qua là khi sinh ra bà mụ nặn nhầm, nhét vào nó cái vỏ là con trai, cho nên mặc dù có bộ phận sinh dục nam nhưng nó là đứa con gái. Còn cái loại thứ ba, tức là nó có thể là người đồng tính, nó là con trai, nó cũng thích nó là con trai, nó không muốn làm con gái, nhưng có thể xu hướng là sẽ có xu hướng quan hệ tình dục đồng giới. Hiện nay nó có thể là che giấu hoặc là bản thân nó yếu cho nên nó cũng chưa gọi là chưa nhận rõ, hoặc là nó đang che giấu mình cũng không thể biết hết được. Thế để làm được việc này thì có hai việc. Việc đầu tiên là đi bệnh viện. Mà bây giờ thì thôi cái bệnh viện mà đã hai lần rồi, mình đi đổi đi một vài bệnh viện khác đi. Thời buổi này mình có thể kiểm tra ở ba bệnh viện mà hai bệnh viện cùng kết luận một thứ. Đi đi xem bói người ta còn phải xem vài ba thầy cơ mà. Đúng không? Nói vui thế để thấy rằng là mình có bệnh thì vái tứ phương đưa con đi. Ví dụ như bệnh viện nội tiết. Bệnh viện Việt Đức ạ. Bệnh viện Việt Đức, bệnh viện nội tiết vân vân các thứ là đều có thể kiểm tra về hormone. Người ta kết luận được là cái hormone với nội tiết, chứ người ta không kết luận được những thứ là con mình lưỡng giới hay đồng giới, đồng tính gì đâu, bác sĩ cũng chả nhìn mặt mà biết được, đúng không? Vâng ạ. Sau khi kiểm tra cái đó xong rồi thì cho con đi kiểm tra về tâm lý. Bác sĩ cũng không nhìn mặt đâu, và các bác sĩ tâm lý cũng phải thông qua các cái thang đo, các công cụ, các cái test, các cái trắc nghiệm, để rồi và thông qua cái trò chuyện rất sâu với bạn ấy để bạn ấy nhận bạn ấy là cái gì, một trong ấy đồng giới, lưỡng giới hay chuyển giới, đúng không ạ? Em hỏi là khám ở đâu ạ? Khám tâm lý ở đâu ạ? Tâm lý thì mình có thể đến bệnh viện Bạch Mai, viện sức khỏe tâm thần ở trong bệnh viện Bạch Mai. Nhưng mà có nghĩa em muốn nói thế nào để cho con đi ạ? Vì em con bây giờ con mặc cảm ấy, con cũng sợ mẹ để nghi ngờ con về giới tính, nên là con không muốn đi, và con thực ra thì là bạn đang can thiệp quá sâu vào đời tư của con. Và cái sự can thiệp của bạn nó hơi thô bạo, khiến con cảm thấy nó ngại ngùng. Và từ sự ngại ngùng khiến con nó sẽ thu hẹp mình lại, và nó sẽ không chia sẻ với mẹ nhiều nữa. Bây giờ việc thuyết phục con tới một bệnh viện hay là một trung tâm tư vấn nào thì bạn có thể liên hệ lại với chương trình, thì chuyên viên của chúng tôi sẽ tiếp chuyện và sẽ chỉ hướng cho bạn cái cách nào phù hợp nhất nhé. Chứ mà mẹ lại đi khám xem là con có cạo lông bộ phận sinh dục không, rồi là từ sáng nó có đi chào cờ không, nó mặc quần xịp chặt thì làm sao mà thấy nó chào cờ ấy, không chào cờ được, đúng không? Chẳng nghe mẹ bóp vào để mình xem ra nó chào cờ ấy chưa. Rồi đấy, chính vì sự can thiệp quá sâu khiến bạn cái cuộc sống của nó đang bị ảnh hưởng. Yeah. Con cũng còn tự kể cho mẹ nghe là con tự cạo lông, chứ con cũng không... Đấy, con đang muốn chia sẻ với mẹ nhiều thứ, trong cái đó mẹ cứ làm như thế thì nó không lên chút nào nhá. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hải Phòng. Xin chào một khán giả gọi đến Cửa sổ tình yêu từ Hải Phòng. Dạ vâng, em xin chào chương trình nhá. Vâng, câu hỏi của em là em hỏi cho bà xã của em đấy, thì năm nay là đi 50 tuổi. Rồi. Thì vào cái chu kỳ mà bị mãn kinh ấy. Rồi. Thì là coi như là bà xã em bị tức là mất kinh khoảng độ 4-5 tháng. Rồi. 4-5 tháng xong là về sau nó lại cứ ra, mà nó ra nó cứ ra triền miên đấy. Rồi. Vâng, cho nó cứ ra thông, đến bây giờ cũng ra đến mấy tháng nay rồi. Rồi. Cứ ra ít một ấy. Mà mấy tháng nay rồi nó vẫn chưa hết, thì cho em hỏi bác sĩ xem là có bệnh tình gì trong người không, hoặc như thế nào. Còn bà xã em thì vẫn khỏe bình thường, vẫn hoạt động bình thường. Rồi, thế là mấy tháng vừa rồi hai vợ chồng còn có quan hệ đều đặn không? À không, bị thế thì em không quan hệ. À thế là anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay mới có 54 tuổi thôi. À, anh thì 54, vợ thì 50 đúng không?
Vâng. Rồi, thế là cũng nhịn vợ là nửa năm nay rồi. Vâng, cũng tương đối lâu rồi đấy anh. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem là cái chuyện người phụ nữ ở lứa tuổi đó bước vào cái thời kỳ gọi là tiền mãn kinh và mãn kinh thì nó sẽ có cái lộ trình như thế nào và cái hiện tượng đó có gì đáng lo ngại hay không nhá. Dạ vâng, vâng, em xin cảm ơn. chào bạn. Dạ vâng, em chào bác sĩ. Sao bà xã không gọi điện cho chúng tôi mà mình cẩn thận thế? Ông bà xã em thì nói chung là kiểu như là ngại đấy, không không À thế không à? không không, không dám nói, thì em đăng ký em hỏi chương trình, hỏi bác Ừ. sĩ xem là cái vấn đề của bà xã em như thế là nó có vấn đề gì trong người không, hoặc là nó như thế nào đấy. Bà xã thì năm nay 50 tuổi, có hay đi kiểm tra sức khỏe không? Bà xã em ít đi, ít đi kiểm tra sức khỏe lắm. Thế à? Ừ. Thông thường thì như tuổi của bà xã mình ấy, tức là bước vào 50 rồi là thường nhiều người phụ nữ thì bước vào giai đoạn tiền mãn kinh rồi. Và đến khoảng 54, 55 gì đó thì người ta sẽ mãn kinh, tùy theo từng người. Có những người thì muộn hơn tới 56, 57 chẳng hạn, ví dụ như vậy. Nhưng mà có những người thì sớm lắm, có khi 50 tuổi người ta đã mãn kinh. Thế và trước khi vào giai đoạn mãn kinh hoàn toàn ấy thì người ta gọi là cái giai đoạn tiền mãn kinh, thì thường là nó gây ra rất nhiều những cái vấn đề, nó thay đổi về vấn đề sức khỏe, kể cả sức khỏe sinh sản, và thể hiện rõ nhất đó là rối loạn chu kỳ kinh nguyệt. Thế có những người thì có khi nó dừng mấy tháng liền nó không ra hành kinh nữa, sau đó thì nó lại ra. Nhưng ngược lại có những người thì có khi lại một tháng ra đến 2-3 lần, hay nói cách khác là nó làm thay đổi cái chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ, và đấy nó cũng là một trong những cái dấu hiệu làm cho người ta rất là khó chịu và nó ảnh hưởng tới cuộc sống. Thế thì bà xã mình thì theo mình thì như thế này, 50 tuổi thì ngoài những cái rối loạn về kinh nguyệt nó cũng có thể phát sinh những cái vấn đề khác liên quan đến sức khỏe mà cần phải tầm soát, ví dụ như là phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung, phát hiện sớm những cái bệnh liên quan tới rối loạn chuyển hóa, ví dụ như tiểu đường này, tăng huyết áp, rồi là mỡ máu, vân vân như vậy, hoặc là loãng xương, hoặc là một số những cái bệnh mà có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe về nội tiết đấy. Ví dụ như là những nhiều người phụ nữ ở tuổi này có thể mắc các cái bệnh lý liên quan đến tuyến giáp chẳng hạn, ví dụ như thế. Thế thì bây giờ thì việc đầu tiên là đưa vợ đi khám nhé. Ừ. Dạ Mình vâng. nói với vợ là cần phải đi khám, đặc biệt là khám về sản, để xem là có đúng là nó là do dấu hiệu của tiền mãn kinh hay không, hay là nó có những cái vấn đề gì, ví dụ nhiều người bị u xơ tử cung chẳng hạn. Như thế thì hoặc là polyp cổ tử cung nó cũng có thể gây ra rối loạn về kinh nguyệt, thậm chí là rong kinh hoặc là băng kinh, như trường hợp nhà mình thì gọi là rong kinh. Ví dụ như thế. Thế thì mình rất cần được đi khám để tầm soát những và phát hiện sớm những cái bệnh lý liên quan tới sức khỏe sinh sản. Thứ hai nữa, như tôi nói là những cái bệnh lý liên quan tới sức khỏe chung của cơ thể nhé. Kể cả sau này có điều trị hết đi cái đợt này ổn đi chăng nữa, thì ít nhất là 1 năm 1 lần đấy, hoặc là 6 tháng 1 lần anh phải đưa vợ đi và đi để kiểm tra sức khỏe chung ấy nhé. Ít Vâng. nhất là 1 năm 1 lần để kiểm tra, tầm soát, phát hiện sớm. Bởi vì khi mà chúng ta bước vào những cái giai đoạn này rồi, nó phát sinh rất nhiều các cái vấn đề về bệnh lý. Nếu chúng ta phát hiện sớm, chúng ta điều trị sớm thì cơ hội của chúng ta sẽ tốt hơn rất là nhiều. Dạ Rồi, vâng. bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ Dạ của vâng, bác em sĩ rồi cảm chứ? ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình nhé. Rồi, hy vọng Vâng, là sẽ đưa vợ đi sớm đi khám nhá. Xin chào em bạn. xin cảm ơn chương trình rất nhiều nhé. Dạ vâng, chào bạn. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Thưa anh Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải, có thể thấy rằng là tình yêu thì vượt qua nhiều chông gai trở ngại, và nhất là khoảng cách địa lý. Không biết là anh chị có nhớ trong cái chương trình lần trước thì chúng ta có nói về cái chuyện ngoại tình của một cô vợ khi mà có anh chồng đi làm việc ở nước ngoài. Rõ ràng nếu mà tình yêu bị cản trở bởi cái khoảng cách địa lý thì nó cũng sẽ ảnh hưởng, đúng không anh Đoàn và chị Hải? Thứ nhất thì tình yêu nó phải được nuôi dưỡng hàng ngày. Dạ. Vợ chồng không gần gũi thường xuyên thì nó giống như là một cái lò than mà
lâu lắm rồi không ta không cho thêm than, cho thêm củi. Vâng. Thì dù là ban đầu nó có cháy thế nào chứ nữa nó cũng sẽ lụi dần. Lụi dần. Vâng. Vợ chồng có ở gần nhau, nếu có cãi cọ nhau, có xích mích nhau thì đôi khi cái ấm, cái ứ, cái xin lỗi, cái bắt tay, cái ôm buổi tối, thậm chí qua một đêm người ta làm lành với nhau rất là dễ. Dạ vâng. Nhưng mà khi khoảng cách xa rồi, nhắn tin là bực mình này, gọi điện tức mình, dập máy này, không nghe nữa này, thế rồi chặn số này, đã không giải tỏa được, đã vâng. không được bù đắp cái gì, lại còn làm bực mình thêm. Vâng. Bởi vì đó, thế thành ra là cái khoảng cách có thể tạm gọi là một trong những kẻ thù rất là lớn của tình yêu. Vâng. Và người ta dặn nhau rằng là đừng đẩy nhau vào cái thử thách nó quá lớn. Dạ. Chúng ta cũng có thể nhớ lại cái câu ca dao ngày xưa của các cụ để lại, đó là gì nhỉ? Yêu nhau thì tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, và tam thập cửu lục đèo thì cũng qua đó. Thế nhưng mà rõ ràng cái lúc ý thì để mà đến được với nhau thì bao nhiêu thứ chướng ngại cũng có thể vượt qua được không ạ? Đúng là lúc ban đầu mới đang yêu thì nó hăng say lắm. Tam tứ núi cũng trèo, cũng lục sông cũng lội, thất bát đèo cũng qua. Nhưng sau một thời gian thì chúng ta lại đừng quên một cái câu là đường không đi, đường đầy cỏ dại, người mà không đi lại sẽ hóa người dưng. Vợ chồng hay là yêu nhau mà nó không cứ tuần gặp nhau một hai lần hay vân vân, cái thứ nó kết nối mà. Dạ. Thì nó y như một con đường, ban đầu rất là to, rất là đẹp, nhưng mà rồi ít người đi lại, cỏ hai bên nó mọc, nó chùm đi, rồi sau mất lối luôn ạ. Dạ vâng. Thế thì nên là cái gì nó cũng có cái lý của nó. Không biết là với bác sĩ Hoàng Thị Hải thì chị có đồng ý với quan điểm của anh Đinh Đoàn không ạ? Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh Đinh Đoàn, và thực sự là với những cặp tình nhân, với những cặp vợ chồng mà yêu xa, hay nói cách khác là vì lý do công việc, vì lý do vì rất nhiều những cái lý do mà người ta không thể ở gần nhau được ý, thì quả thật là có rất nhiều những cái thử thách đến với họ khi mà duy trì cái cuộc sống gia đình. Dạ, chúng ta cũng đã thấy rất nhiều những cái yếu tố nhiễu xung quanh, kể cả hai người, tức là kể cả quanh đàn ông, kể cả quanh những người phụ nữ khi mà người ta ở xa. Và như anh Đoàn đã nói rồi, khi gặp bất cứ một cái khó khăn gì hay một cái trở ngại gì, thậm chí chỉ là cái giận dỗi thôi, nếu như chúng ta không giải tỏa ngay được thì có rất nhiều những người ở xung quanh, người ta sẵn sàng, người ta nhảy vào, người ta giải tỏa. Và đấy là những cái yếu tố mà làm ảnh hưởng rất lớn tới hạnh phúc gia đình ạ. Dạ vâng. Tôi thấy là có nhiều người phê phán rằng thanh niên ngày nay thì cái mức độ chung thủy nó không như thế hệ thanh niên trước. Thế thì liệu có đúng không anh? Hay là bây giờ chẳng qua là dưới sự phát triển của thông tin đại chúng thì đâm ra là những cái trường hợp như thế nó phổ biến khi mà chúng ta đâu đó nghe trên mạng xã hội rồi là trên các cái đài báo. Thứ nhất thì nếu mà cứ nói là so với thời trước là thời nào? Dạ. Thời ngày xưa các cụ phong kiến khó khăn như thế vẫn có chuyện nghêu sò ốc hến, vẫn có thầy đề, vẫn có ông nọ đi ngủ với này, bà kia, rồi vẫn có cô thị màu, vân vân, đúng không ạ? Thế còn thì so sánh với cái trước đây thì trong năm tháng chiến tranh ấy thì phải nói thực sự là người ta tất cả tập trung cho một mục tiêu lớn. Vâng. Thì người ta tạm quên những cái chuyện nhỏ lẻ đi. Vâng. Đàn ông ra trận hết ở nhà, còn toàn phụ nữ với đệ bà già với em nhỏ tập trung sản xuất, rồi nuôi con, rồi hàng ngày là chúng ta truyền thông, chúng ta tuyên truyền là hướng ra tiền tuyến, rồi hậu phương đỡ, mặt trận vì hậu phương chẳng hạn, khiến cho tinh thần của con người người ta cũng kiềm chế tốt, người ta cũng vì một mục tiêu lớn. Thế còn nhưng rồi qua cái giai đoạn chiến tranh ấy thì chúng ta cũng thấy rằng nó trở về đúng với lại cái tâm lý con người, là những khát khao, cũng yêu đương, cũng thiếu, cũng vẫn thèm, vẫn đói ạ. Dạ vâng. Cái lời cuối cùng chị Hải muốn chia sẻ với khán thính giả, liệu rằng là nếu mà tình yêu mà buộc mà phải xa nhau như thế thì làm thế nào mà để có thể tiếp tục nuôi dưỡng như anh Đinh Đoàn nói, tức là phải châm lửa, phải thêm củi để cho tình yêu luôn luôn được nuôi dưỡng hàng ngày? Vâng, tôi nghĩ rằng là nó tùy theo những cái đối tượng. Ví dụ những cái bạn mà chưa kết hôn, chưa có con có cái, hay là chưa có gia đình, thì những cái mà để yếu tố duy trì tình yêu của họ thì chỉ phụ thuộc vào tình yêu thôi ạ. Ví dụ họ quan tâm đến nhau, họ chia sẻ với nhau, rồi họ có thể là tranh thủ tất cả những cái lúc mà có được để mà họ nuôi dưỡng cái tình yêu của họ, thì tôi nghĩ là
hy vọng nó sẽ có vẻ lớn hơn. Bên cạnh đấy thì bản thân hai người đấy cũng phải cực kỳ là bản lĩnh, hay nói cách khác là mình cũng phải làm chủ hay quản lý cảm xúc của mình rất là nhiều. Chỉ khi mà mình gặp bất cứ một khó khăn gì đấy, nếu như mình buông xuôi hay mình tặc lưỡi thì mình rất dễ bị những cái đối tượng ở bên ngoài, hay nói cách khác là những cái yếu tố khác, người ta có thể làm chi phối cái tình cảm của mình. Còn với những người đã có gia đình, đã có con cái, nhưng vì lý do công việc hoặc là vì lý do gì đấy người ta phải đi xa, thì tôi nghĩ rằng là như có lần chúng ta đã trao đổi với nhau rồi, sống còn có tình, còn có nghĩa nữa, còn có rất nhiều những cái trách nhiệm khác, kể cả gia đình, con cái, bố mẹ sẽ là những cái yếu tố để giữ người ta lại, giữ chân người ta lại và thu hút người ta lại. Còn nếu như mà ai mà dám sẵn sàng đánh đổi hoặc là từ bỏ tất cả những cái của mình để chạy theo những cái ham muốn, đôi khi chỉ là ham muốn của con người thôi ạ. Dạ vâng. Về sinh lý thôi chẳng hạn, ví dụ như vậy, nếu mình không làm chủ được thì mình có thể mất rất là nhiều thứ ạ. Dạ vâng. Rõ ràng là thời hiện tại thì cái tỷ lệ các cặp vợ chồng phải xa nhau để mưu cầu cuộc sống nó không phải là ít, đúng không ạ? Và như chị Hải nói thì chúng ta cần phải có bản lĩnh. Thứ hai nữa là cũng phải thường xuyên Zalo, Facebook gọi điện hàng ngày để nuôi dưỡng, đúng không anh Đinh Đoàn? Có như vậy thì tình yêu mới vượt qua cái giai đoạn mà chúng ta phải đi kiếm tiền để sau có cơ hội gần nhau lâu dài hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh của một khán giả nữ 54 tuổi. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Alo, xin chào một khán giả gọi đến chương trình Cửa sổ tình yêu từ thành phố Hồ Chí Minh. Em muốn hỏi, năm nay em sinh năm 1972, có chồng sinh năm 1974 ạ. Hiện là có hai con gái đầu tiên là năm nay học năm cuối đại học ạ. Rồi. Con thứ hai là đang học, bắt đầu vào lớp 11 ạ. Rồi. Là gần đây chồng có đi ngoại tình, tụi em ở trong thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà gia đình bên chồng thì ở Hà Nội ạ. Rồi. Hai người họ quen nhau trên mạng thì cũng khoảng thời gian hơn một năm. Nhưng mà từ khi Tết thì bố chồng là bị bệnh nặng. Nên ở trong này là chồng em thì trước kia là làm bên quân đội. Nhưng mà bây giờ thì đã nghỉ hưu được cũng mấy năm rồi ạ. Rồi. Nên có đang đi làm thêm ở một công ty khác. Rồi. Nhưng mà công ty này giống như của người nhà thì nếu nghỉ lâu thì cũng không có ảnh hưởng. Nên em đã động viên chồng là sẽ về quê chăm bố chồng một khoảng thời gian, tại vì ông rất là yếu. Rồi. Mà về quê chăm bố nhưng thực ra không chăm được nhiều. Rồi. Thì suốt ngày gửi trên phòng để bấm điện thoại, chat Zalo, rồi tối cũng có thể là đi chơi 11 giờ đêm mới về. Rồi. Gia đình bạn thì đang ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Còn bố chồng thì bạn thì là ở đâu? Ở Hà Nội à? Dạ đúng rồi ạ. Rồi, và mỗi lần anh ra chăm là ra Hà Nội đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi, thì bây giờ là cái cô mà anh ta ngoại tình ý, thì là ở đâu? Ở Hà Nội ạ. À. Dạ em muốn, nhưng bây giờ khi mà anh ấy đi về thì anh ấy muốn ly hôn ạ. À. Anh ấy đi vào mùng 1, mùng 2 tháng 7 về. Ừ. Từ khi em phát hiện ra thì em có nói chuyện, nhưng mà rồi. Anh ấy gây gỗ. Rồi. Thì hai vợ chồng cũng có cãi nhau ạ. Rồi. Xong rồi anh ấy vẫn quyết định đi ra đó 2 ngày nhưng mà đi để hẹn hò với cô này ạ. Rồi. Vấn đề nó là như thế ạ. Bạn biết... Rồi anh ấy đi 2 ngày xong anh ấy về, anh ấy đòi ly hôn ạ. Rồi. Cái hoàn cảnh của cô gái kia ra làm sao thì bạn có biết không? Dạ cô ấy cũng đã từng có chồng mà chồng bỏ, bây giờ nó có một đứa con lớn ạ. Rồi. Anh ta và cô gái này là quen nhau qua mạng xã hội đúng không? Đúng rồi, nhưng mà từ khi về chăm bố là họ có cơ hội để gặp nhau ạ. Rồi, xin chào nhá. Alo. Dạ em nghe ạ. Hiện nay thì kinh tế gia đình là ai là người trụ cột? Cả hai tụi em cùng đi làm, cùng đóng góp ạ. Anh ấy hiện nay vẫn còn đi làm tiếp đúng không? Vẫn làm cái công ty gì đó. Dạ. Ngoài cái lương hưu bộ dạ. đội ra thì còn có đi làm dạ. công ty đúng không? Dạ. Thế ví dụ như trường hợp mà anh cứ kiên quyết anh ấy ly hôn, đây là trường hợp xấu nhất, anh cứ kiên quyết ly hôn thì ba mẹ con có suy sụp về mặt tài chính kinh tế lắm không? Thì em nghĩ là nó cũng
không nhiều lắm ạ, tại vì bé lớn bây giờ nó học đại học, nó cũng sắp ra trường rồi ạ, còn một bé nhỏ thôi ạ. Tức là một mình nuôi một một bé thôi đúng không? Dạ. Thật ra thế này này, khi anh nói ly hôn thì mình đã nói như thế nào? Rằng kiên quyết không ly hôn hay là anh cứ viết đơn đi tôi ký hay làm sao? Không ạ, em không nói thế ạ. Em nói là em không muốn ly hôn ạ. Và bây giờ anh thì đang ở đâu? Anh ấy vẫn ở nhà. Rồi, anh vẫn ở nhà ngoài Bắc hay là ở trong nhà Sài Gòn? Ở trong này ạ. Rồi, thật ra thế này này, đến cái tuổi của anh ấy, khi mà con cái cũng đã trưởng thành, vợ chồng cũng lấy nhau vài chục năm rồi, các cái thứ tình cảm nó cũng sẽ vơi bớt nhạt đi, lại bập được vào một mối quan hệ nó tương đối cởi mở mà nó mới lạ, thì có thể để lại cho người ta những cái nghĩ rằng đây là chân ái của đời mình, nghĩ rằng là đây là người mang lại cho mình hạnh phúc, rồi người sẽ cùng với mình nốt chặng đường cuối. Và nhất là khi họ lâu lâu mới được gặp nhau thì chắc là họ quật cường lắm, tình yêu nó sẽ vũ bão lắm và để lại cái cảm giác là rất là tuyệt vời. Và anh ấy nghĩ rằng là nếu chia tay mình thì sẽ sống nốt đoạn đời còn lại ở ngoài Bắc, vừa thân thương vừa gần gũi, vừa ở quê được cảnh như vân vân. Cho nên là về mới dám nói với mình mạnh miệng như vậy. Nhưng thực sự ra thì bình tâm trở lại sẽ thấy rằng cái mối quan hệ giữa anh ấy với cái cô kia nó rất là bấp bênh. Ra anh ấy say nắng một cái cô chưa từng có chồng, mấy 35 tuổi, cô đang khao khát một cuộc hôn nhân. Rồi cái gì đó cơ. Có chồng rồi ạ. Chứ còn cô cũng có chồng, con cô cũng lớn rồi, cũng lại ly hôn rồi. Cuộc đời cũng bầm dập cả rồi. Bây giờ đến cái tuổi ngoài 50, toàn những người khát khao những cái đồ mới lạ. Thế rồi gặp nhau cô ấy rồi năm nữa. Cô ấy năm nay cũng 45 tuổi rồi ạ. Rồi cũng lớn rồi, trưởng thành rồi. Con nếu có là cũng bình thường là cũng có thể lên chức bà nội hoặc bà ngoại rồi, đúng không? Thì nó dạ. Không phải là một mối tình yêu theo kiểu như là chán vợ rồi bây giờ yêu cô ấy rồi về tìm mọi cách để chia tay vợ để đến với cô ấy đâu. Thật ra đây là một mối tình ăn vụng. Nếu như có điều kiện thì vẫn duy trì cái cũ, tức là gia đình vẫn là gia đình, vợ con vẫn là vợ con. Còn thì nếu có điều kiện thì ăn vụng một chút xíu, đó. Chứ không nhưng phải là một mối quan hệ đánh đổi. Em đã nói rất nhiều lần về vấn đề này nhưng mà chồng của em cương quyết đòi ly hôn. Rồi ông ấy cương quyết đòi ly hôn, và mình thì cũng chưa trả lời là ly hôn hay không, đúng không? Tại vì ông ấy đòi là ký đơn liền trong tuần này hoặc tuần sau, nhưng mà em đã nói là cho em thời gian 2 tháng. Đúng rồi, anh cứ suy nghĩ, anh cứ cân nhắc đi. Rồi mình cũng chuẩn bị rậm rạp cái tinh thần của mình, nó giống như là mình cũng phải được tiêm vaccine cho cơ thể của mình nó cứ quen dần với rằng thế thì nếu như bây giờ chẳng hạn như là ông cứ kiên quyết ông đòi ly hôn thì ba mẹ con thế nào, cuộc sống ra sao, chắc chắn các cháu nó lớn rồi, không còn cái cảnh một đứa theo bố một đứa theo mẹ, chúng nó đã trưởng thành hoàn toàn có thể ở với mẹ. Mình cũng lường trước đến chuyện tài sản đất đai nhà cửa như thế nào, tránh trường hợp là ông ấy cầm một cục tiền, ông đi ra ngoài Bắc xong được 3 bữa ông ấy tiêu nó hết rồi ông lại quay về ông giặt dẹo ở trong ấy thì rồi. Không ạ. Về vấn đề tài sản là tụi em có một căn nhà chung ạ. Thì chồng em nói là sẽ không chia tài sản ạ, sẽ để lại hết cho mẹ con. Rồi, chỉ cần ông thế là ông ra đi thôi đúng không? Dạ. Rồi. Mà cái cô bồ này á thì theo như em nhìn thấy thì cô ấy có rất nhiều tiền. Rồi. Cô ấy chỉ thiếu một người đàn ông thôi. Chồng em tiền tiêu, cô ấy chuyển vào trong tài khoản cho ông ấy. Có thể một lúc cả mấy trăm triệu. Mấy trăm triệu và sinh nhật. Ôi ông mua giá thế chồng em thì sinh nhật chồng em thì cô ấy tặng hẳn một cái iPhone 14 Pro Max ạ. Ồ, thế ông xã mình trông người ngợm được không mà trông có giá nhờ. Vẫn còn có người tốn tiền thế với ông ấy. Tưởng là chỉ là những cái sự ăn vụng. Thôi được rồi. Mình cũng không còn trẻ nhưng cứ nói với anh là cứ bình tĩnh, trước sau rồi nếu như thật sự không còn ở được với nhau thì rồi là cũng sẽ đi đến cái hồi kết thôi. Nhưng bây giờ cứ bình tâm bình tĩnh mình suy nghĩ, bởi vì để tránh trường hợp thế này, lúc này nó đang háo hức chỉ muốn là ký đơn cho nó ly hôn cho nó xong đi, để được ra với người tình, để được người tình bao. Lúc người ta đang không có cái gì đó thì người ta ao ước cái đó. Cần một cái việc là với một người tình mới lại được bao tiền như thế thì cũng đúng là một dễ hấp dẫn lắm đấy. Nhưng mà
thôi mình cũng cứ cứ trì hoãn thời gian cũng được, và cũng chuẩn bị tinh thần là có thể sẽ có một ngày phải ký đơn thật, đúng không? Nhưng hy vọng rằng là chỉ trong thời gian tới mà suy nghĩ đi suy nghĩ lại rồi cân nhắc rồi cái cơn choáng ngợp ban đầu ấy nó có thể qua đi, ông ấy nghĩ rằng là mình không là có vợ có con bao nhiêu năm nay, con cái như thế, bây giờ thì đi về để mà ở với cô ấy, để mà cô ấy chi tiền cho, ở đời cái gì cũng có giá của nó, ăn không của người ta cũng không có sung sướng gì đâu. Nếu như cô ấy có nhiều tiền mà cô ấy chỉ cần một người đàn ông để mà phục vụ cho nó có, thì chắc là cô ấy sẽ cặp với này mấy anh sáu múi với này tuổi trẻ, chứ không với một ông gần 60 đâu, đúng không? Có thể ở đây nó chỉ là cái choáng ngợp ban đầu, hãy để cho có thời gian để nó ngấm đi. Còn nếu như thời gian càng ngày họ càng thèm khát nhau, họ còn đắm đuối với nhau và họ cứ quyết tâm là phải chia tay, thì chắc mình cũng phải buông bỏ. Cái gì không giữ được thì đành phải buông vậy, đúng không? Rồi. Nhưng mà lúc ấy mình cũng đã có được cái sự chuẩn bị tinh thần rồi, nó không phải quá đột ngột. Rồi, chắc là bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Và anh ý đang say nắng thì chắc chắn là rất là khó, đúng không bác sĩ Hoàng Thị Hải? Vâng. Không biết là chị đã bao giờ gặp những cái trường hợp mà say nắng như này ở cái tuổi anh ấy sinh năm 74 và chị vợ là sinh năm 72. Vâng, anh ấy hơn chị 2 tuổi. Và ở cái tuổi này bắt đầu là chị vợ thì có thể đã bước vào giai đoạn tiền mãn kinh rồi anh ạ. Vâng. Cho nên là rất nhiều thứ khác ở kể cả cái chất lượng quan hệ tình dục nó cũng không như anh ấy mong đợi nữa. Dạ vâng. Nó tác động đến cái tình cảm, đến cái quan niệm của anh ấy nữa. Tôi nghĩ rằng là đúng là về phía chị bây giờ thì thực sự là rất là buồn, bởi vì con mình cũng lớn rồi mà nó đứa lớn có thể nó lại chuẩn bị nó có người yêu rồi, nó lại lập gia đình nữa. Thế thì người phụ nữ như chị em mình là nghĩ nhiều thứ lắm, lại còn nghĩ cả cho con nữa chứ, đúng không? Không phải nghĩ cho mình, thế rồi rất nhiều những cái khác nữa. Nhưng mà thôi, anh Đoàn anh cũng đã nói rồi, cái gì mà mình nó đã không phải là của mình cố giữ mãi cũng không được, thì mình đành buông bỏ và chấp nhận. Con nó lớn rồi nó sẽ hiểu, tôi tin là như vậy, nó sẽ là chỗ dựa cho mẹ. Rồi, hy vọng là bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và hạnh phúc nhé. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Xin chào một khán giả gọi đến Cửa sổ tình yêu từ Bắc Ninh. Vâng ạ, xin chào các anh chị trong ban biên tập Cửa sổ tình yêu ạ. Hỏi của tôi là báo cáo với chương trình, nhà tôi năm nay là 55 tuổi. Dạ vâng. Câu hỏi tôi là tôi xin hỏi là cô hỏi là chương trình tư vấn cho tôi xem này, nào là một, thứ nhất là tôi vợ tôi với tôi thì cách đây được 3 tháng. Vâng. Thì hai vợ chồng quan hệ tình dục với nhau cứ đều đều một tuần một lần. Dạ. Vâng, thì cứ 70% những lần quan hệ là do nhu cầu của vợ tôi. Vợ tôi còn ngoài ra tôi chỉ có 30% thôi. Dạ vâng. Thế nhưng mà trong 3 tháng nay thì là vợ tôi không có nhu cầu gì. Thế à? Đột ngột à? Vâng ạ. Thế mà trong đó thì một cứ 3 tháng nay thì không có nhu cầu gì, mà trong đó thì mỗi tháng trong 3 tháng nay chỉ gọi quan hệ nhau mỗi vợ tháng một lần, thì trong đó là những lần đó là do tôi cái nhu cầu của tôi đòi hỏi. Dạ vâng. Thế thì không biết là lý do là vợ tôi nói ra là đây là do phải là không thấy cái sinh thì không thấy đòi hỏi gì như trước cả. Dạ vâng. Đấy. Thì bảo không biết là hỏi chương trình hôm nay hay là do tuổi tác đấy, hay là do cái công việc sức khỏe hay thế nào. Anh năm nay 55 tuổi, thế còn bà xã là bao nhiêu tuổi rồi ạ? Bà xã cũng 55 tuổi ạ. À, hai vợ chồng bằng tuổi. Vừa đột ngột là 3 tháng nay là chị đang từ chiếm 70% đúng không? Xuống còn 0% luôn. Thế mình thì cố gắng ngoi lên 100%, nhưng cái sự 100% của mình có một tháng một lần thôi đúng không? Một tháng một lần đấy là thôi, thì thấy vợ là không có không mặn mà, từ đấy là mình cũng gọi là để cố như để giãn ra để cho đến ảnh hưởng tâm lý đến vợ thôi. Rồi, thế vợ có chia sẻ là lý do tại sao không? Chị nhà mình ấy. Vợ thì chị nhà chị bảo là vợ tôi chỉ bảo là không biết từ sao dạo này chẳng thấy nhu cầu gì cả. À thế à. Đấy, thế nhưng mà xin hỏi chương trình có cái này nè. Tôi thì khuyên vợ tôi, nhưng vợ tôi thì bảo lắm. Không biết là do tuổi để tác hay là do cái đi thể dục nó không đúng khoa học, bởi vì là 3 tháng nay thì vợ tôi đi thể dục cứ đồng độ 7 giờ là đi thể dục. Vâng. Đến khoảng độ 8 giờ 8 rưỡi về. Vâng. Bộ đấy.
Vâng. Nếu như mà toàn cứ ăn uống cơm cho tắm giặt xong ăn uống và mình đi thể dục. Vâng. Thì về thì cứ ngủ là một mạch cứ từ tầm khoảng 10 giờ tối đến thác. Rồi. Dạo này bà đấy, có hay cái cáu gắt với chồng không? Không cáu gắt không gì cả, vẫn bình thường, vợ chồng vẫn cứ tức là tính cách không hề thay đổi đúng không? Rồi. Ừ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Tôi thì bảo. Vâng ạ. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải, chị rất là am hiểu về tâm sinh lý của những người phụ nữ ở tuổi 55, sẽ tư vấn cho anh nhé. Vâng, xin chào anh. Vâng. Trước tiên là phải thấy là chắc là chị vợ nhà mình cũng rất là hạnh phúc đúng không? Ông chồng rất là quan tâm, vâng, chia thấu hiểu cả đến những cái chuyện rất là tế nhị và chia sẻ rất là lo lắng, không biết là chị có mắc bệnh gì không. Vợ mình thì 55 tuổi thì chắc là chị không biết đã mãn kinh chưa anh? Nhà mình thì mãn kinh được chục năm nay rồi. À thế ạ, vâng. Vâng ạ. Mà rất may là chị mãn kinh chục năm nay mà cái nhu cầu của chị nó vẫn cứ giữ được như vậy cho đến tận bây giờ thì chắc nó mới hết hẳn. Vâng. Thông thường thì những người phụ nữ mà khi người ta đã bước vào giai đoạn tiền mãn kinh thôi ạ, tức là trước giai đoạn mãn kinh hoàn toàn là cái nhu cầu quan hệ tình dục nó đã bắt đầu giảm rồi. Bởi vì đấy là do cái nội tiết tố sinh dục nữ nó giảm đi. Và cái nội tiết tố sinh dục nữ nó là một trong những cái yếu tố mà quyết định đến cái ham muốn của người phụ nữ rất là nhiều. Thế và rất là may là nhà mình còn đến được cả giữ được chục năm thì rất là tốt rồi. Đến bây giờ khi mà chị đã bước vào tuổi 55 thì có lẽ là nó đã bước vào giai đoạn gọi là sang giai đoạn lão hóa, gọi là già đấy anh. Vâng. Mặc dù 60 tuổi thì mới được gọi là già, thế nhưng mà sau khi mãn kinh đến bây giờ thì có lẽ là cái nội tiết tố nó giảm hẳn đi rồi và chị không còn cái nhiều cái nhu cầu nữa. Thế và chị đi tập thể dục như thế thì sau khi đi tập thể dục về mà lại ngủ được như thế thì rất là tốt. Điều đấy nó cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của chị, thế là mừng rồi. Chứ bây giờ mà bà ấy lại ở nhà bà ăn không ngon, bà ngủ không yên, xong tối bà ấy lại vật vã nữa thì anh còn khổ nữa. Nhá. Vâng. Thế chỉ có là như thế này, tất nhiên là mình cũng phải khuyên bà ấy là đi bộ thì cũng phải tùy theo cái sức của mình. Chứ còn đừng có đi quá hay nói như anh lo ấy, tức là đừng có tập thể dục quá sức, đừng có cố là theo bạn theo bè, nó đi phải một tiếng mình phải đi tiếng rưỡi ví dụ thế. Người ta đi 5.000 bước là đã có thể tạm ổn rồi, nhưng mình phải đi đến 10.000 bước chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì làm gì thì làm, quan trọng nhất là phải theo phù hợp với cả cái sức khỏe của mình nhá. Thế còn cái chuyện quan hệ tình dục thì anh cứ yên tâm, nó có thể là nếu mà anh phát động phong trào tốt ạ, vâng, thì có thể nó vẫn được. Nó không phải là như là trước đây là chị là người chủ động, nhưng bây giờ nếu như mà anh hiểu hoàn cảnh như vậy và anh kiên trì cũng như là phối hợp tốt với chị ấy, thì tôi nghĩ là nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái chất lượng cuộc sống của gia đình mình. Vâng. Anh đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ Hoàng Thúy Hải rồi chứ? Vâng ạ. Làm thế nào mà ngày trước thì bà chiếm thế thượng phong, chiếm 70%, thì bây giờ anh phải cố gắng vươn lên nhé. Vâng ạ. Rồi, cảm ơn anh đã quan tâm đến chương trình của chúng tôi và gọi điện đến. Bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nghệ An. Xin chào một khán giả gọi đến cửa sổ tình yêu từ Nghệ An. Dạ, đây ạ, đây xin nghe đây ạ. Dạ vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Câu hỏi của em là... năm nay em cũng cứ nói được là năm nay 50 tuổi. 50 tuổi. Là nhà chồng và hai vợ chồng cùng tuổi. Thế à? Là ở trong làng là có cái chị là hơn chồng 5 tuổi. Rồi. Mà chị con chị to cả rồi, có gia đình cả rồi. Rồi. Mà thấy tuổi tội nghiệp thế là chọc cho chồng luôn. Tức là thế nào? Chọc chồng luôn, thế là đưa chồng đến với chị đó. Rồi, thế là rảnh đến thế à? Tại sao lại giới thiệu chồng cho chị ý? Chán chồng rồi à? Không phải là chán nữa, mình nghĩ thôi thì mình cảm thấy mình không đủ nhu cầu thì thôi thì nhường bớt cho người khác đấy. Rồi. Đấy, khi mình nhường rồi là cảm thấy nó khó chịu. Thế à? Sao không nhường cho cái cô hai mấy, sao lại nhường cho bà 55? Còn nhường cô khác lại không thích, lại không muốn nhường. Rồi. Bởi vì chồng thì lại không có cái tính giá như thế. Đây là bắt buộc là anh cũng phải chiều vợ, anh cũng nghe theo là thôi thì cho vợ vui mà thôi, chứ còn anh cũng không. Tóm lại là chị 50 tuổi đúng không? Dạ, chồng cũng dạ. 50 tuổi.
Thế là lý do tại sao mà lại giới thiệu chồng cho một bà 55 tuổi? Thì thế mình ngược đời vậy đó. Thế là... không biết ghen là gì à? Dạ. Không biết ghen à? Bạn không biết ghen à? Cái khi đấy cũng... khi nói thì nó không ghen, mà sao thực tế vào thì là mình lại cảm thấy... cái khi mà chồng mình đi với họ rồi thì lại cảm thấy nó lại cũng hơi hơi ghen ghét. Cũng mực mình. Anh mà... chồng thì lại sướng quá, lại được vợ giới thiệu cho một bà. Thế đâm ra là về danh chính ngôn thuận là bà vợ đồng ý rồi đúng không? Đúng rồi. Thế là cuối cùng là ông ấy bây giờ sang ở với bà kia rồi à? Không có ở đâu, nhưng mà thỉnh thoảng thì chị hay nấu cơm cho ăn. Bởi vì buổi sáng là hay ăn sáng cùng với chị đó. Chị nấu cơm là hay ăn sáng cùng với chị ấy, bởi vì là từ nhà em có cái trại gần đấy. Cho nên là chồng lại xuống đó ăn sáng xong rồi đi lên trên này để tranh thủ làm công việc một chút, rồi có được về nhà đi sửa xe máy. Rồi. Thế là bao nhiêu giờ là ba người cùng thổi nấu ăn chung với nhau nữa chưa? Ngủ chung giường luôn chưa? Ngủ chung giường thì ngủ chung rồi, nhưng mà nói chuyện cái việc kia thì lại chưa, nhưng mà nằm chung giường thì cũng có năm rồi, tâm sự cũng có khi buồn khi vui rồi. Thế à? Tôi thấy chị là số 1. Thế bây giờ thấy tiếc chưa? Bây giờ gọi đến là... cho chúng tôi để làm gì nữa? Thì hỏi đến cái là theo nhà cho tư vấn đi hẳn hay là thế nào đúng không? Như thế nào mà cảm thấy có nên giờ... như thế là hay là mình dừng lại? Dừng lại là người ta dừng, chứ mình dừng cái gì nữa? Mình mở đường cho người ta đi rồi còn gì nữa? Mở đường nhưng mà đôi khi mình cũng phải coi như thế nào, có nên vài bữa nữa nên... thì là ông ấy viết giấy ly hôn, ông bảo ký đi, thế là phân chia tài sản cho ông ấy dọn đến bàn 55 tuổi bà ở. Không có đâu. Biết thế nào được? Thế cái bà 55 tuổi cái không chồng không con à? Có con, hai đứa con gái ra kiểu nhà hết rồi, mà chồng chết rồi mà bà này cũng hiền lành mà. Nói chung là bà này thì thấp lùn, nhưng mà nói về cái sắc thì lại không bằng cái bà đó, anh gọi này. Vừa thấp lại vừa lùn lại sắc thì lại kém này. Thế nhưng người ta phải giỏi khoản khác thì sao? Mà chính vì giỏi khoản khác nên ông mới ở tịt bên ý. Đây bà đang lên đi bộ lên để cho bò ăn cùng đây đấy. Trời ơi, tôi thua bà rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhá. Dạ. Rồi. Xin chào chị. Chào anh Đinh Đoàn, bây giờ ngưỡng mộ anh Đinh Đoàn lâu lắm rồi đó. Nếu câu chuyện của chị là câu chuyện ngoài lề, vui ở ngoài đường thì được. Nhưng mà câu chuyện đúng là thật sự nó như thế thì đúng như anh Thành Văn nói là chị là số 1 ở Việt Nam, còn này số 2 Đông Nam Á thì cũng biết có ai nữa không. Nhưng mà đúng là cực kỳ lạ luôn. Bởi vì chứng tỏ rằng mình một cái nhận thức rất là hạn chế về cái chuyện tình yêu rồi mối quan hệ vợ chồng. Bản chất của mối quan hệ vợ chồng đó là độc chiếm, không chia sẻ được. Ăn không hết cũng để đấy chứ không thể đi biếu ai cho ai được. Nên chị em ruột còn không cho chứ đừng nói là lại cho một cái bà hàng xóm, bà ấy nhiều tuổi đúng không? Chị thấy trong cuộc sống của chúng ta đôi khi mình có bà chị gái hay là cô em gái cũng đang ế chồng hoặc là không có chồng. Nhưng mà mình cũng không thể bảo ông chồng mình là thôi chị ấy đang đói thì anh thỉnh thoảng sang bến cho chị một bữa được đúng không? Đấy, thế thì cái bản tính nó thế. Thế rồi cũng như mình cũng vậy thôi. Mình bây giờ ông ấy ăn trả hết, nhưng mà nếu như ở trong làng có một ông lão nào 55 ông ấy bảo là lúc nào đến đây cho ông xin ngủ một bữa thì chắc ông chồng mình cũng cho một trận, chứ ông không chịu chấp nhận. Nhưng mà chồng đó thì nói là thà như tao thấy mới tao không bớt hay là em có bộ bịch rồi mà cứ xui chồng đi vô những cái chỗ đó mà anh không đúng. Chồng này lại không tin là mình làm một cái chuyện như thế, từ những lời bởi vì chứ, chẳng ai tin rằng là có người phụ nữ nó lại dơ dở như thế. Bởi vì nếu một người minh mẫn thì ông ấy mới nghĩ rằng chắc là chán ông ấy thì vừa rồi lại có bồ ăn no say với ông nào rồi thì mới đẩy ông ấy đi cho bà khác, mặc dù người ta vẫn có thể được, nhưng mà người ta thấy nó ngược đời lắm. Cái đó đôi khi người ta phải vụng trộm, đôi khi người ta còn cảm thấy nhục nhã vì tham lam, vì vi phạm nọ kia. Đây chưa nói đến vấn đề vi phạm pháp luật. Chồng mình đang là một người đàn ông có vợ, đẩy chồng mình đến chung sống với một người đàn bà khác như vợ chồng, lại còn kéo nhau lên giường ngủ tay ba. Tất nhiên là cùng một lúc thì ông không thể quan hệ tay ba được, vì ông chỉ có một cái thôi. Thế thành ra là chứ còn ngủ tay ba, bây giờ mà hai tay ông sờ lần hai bà thì không biết là mình có chịu được không. Nhưng việc đầu tiên là chị có thể cười, nhưng mà tôi vẫn phải nhắc.
tất cả các khán thính giả phải nghe rằng đây là chuyện hy hữu ở trên đời, mà là chuyện không hay cả về 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 đạo đức, về lý rồi về tâm mỹ tục rồi rồi nó như chuyện đùa. Cho nên là thứ nhất đã chót rồi thì bây giờ không được ghen cũng chẳng chửi gì người ta, nhưng mà nhắc ông chồng rằng là thôi hôm ấy em đùa nhưng không ngờ em định em thử anh, thôi bây giờ mình đã chót dở rồi mình phải nhận là hôm em thử, chứ còn thì làm sao mà em lại có thể chia sẻ anh với người khác được. Quý như cục vàng ấy, đứa nào mà đụng đến là ăn đòn. Thế nhưng mà không ngờ anh này bây giờ anh này bập vào bà ấy, anh này sâu quá thì em không chịu đâu, bây giờ phải dừng lại. Thế và hai nữa là mình cũng gặp cái bà kia nói rằng là thôi mượn thế là đủ rồi. Tôi thì không thể mong muốn là cho cái mối quan hệ này lâu nữa, bởi vì cái sẩy nó sẽ nảy cái ung như anh Văn nói đấy. Người ta lâu rồi người ta không có chồng, thế xong rồi không vướng bận gì, rồi người ta lại biết chiều chồng mình, lấy sáng ra nấu ăn cho nhau đấy, xong rồi là xoa vai tẩm quất bóp bóp để thấy sướng hơn. Còn ở nhà vợ mình thì cứ cười phe phé như con nghe thì là rất là chán, đúng không? Thế rồi đến lúc người ta cảm thấy ở bên kia nó ấm áp, một người phụ nữ người ta biết người ta có tuổi rồi, người ta chừng mực, người ta trân trọng, thế rồi dễ mất đi chơi, mà rồi làm trò cười cho cả làng ấy nhá. Nhưng các con nó biết là nó cười lắm ấy. Cho nên là thôi khéo léo đã đốt cháy nhà rồi thì tìm cách dập lửa đi nhá. Dạ, cháu vẫn nhà tôi vẫn Đinh Đoàn ạ. Dạ, chúc Đinh Đoàn một niềm tin và vững bước cho những các phụ nữ để mà nghe Đinh Đoàn tâm lý thích lắm. Rồi. Chúc Đinh Đoàn sức khỏe. Rồi. Và hy vọng là chị sẽ dừng ngay cái trò đùa này đi nhá. Dạ. Mất gia đình như chơi. Cảm ơn chuyên gia tấm lập Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Xin chào một khán giả gọi đến từ Bắc Ninh. Vâng. Em vẫn là chương trình nhà tư vấn cho em, tại vì em cứ hay toàn theo dõi dây đấy, thấy anh nói nghe nó vào lòng quá, mà nghe cái giọng nói cứ như là đi vào lòng người ấy đấy. Thế dạ, năm nay là em 65 tuổi ạ. Tức là sinh năm bao nhiêu? 59 ạ chị Hợi ạ. Sinh năm 59 đã 65 tuổi. Vâng. Trên chồng trên này sinh năm bao nhiêu? Trên này anh ạ, chồng thì là Quý Mùi là 43, sinh năm 43, là năm nay 81 ạ. Kiểu như là em thì kiểu như đêm ngủ ấy, thì là chồng thì cứ hay muốn kiểu như là thơm cái ấy đấy ạ. Rồi thơm thì là có hôm thì ho, có hôm vừa xong thì ho, cái đồ tại hay là bị thế là ho ạ. Rồi thơm cái đấy. Nên ý là ôi rồi chị nói thật thì nói đùa đấy. Ôi cụ nhà chị là sinh năm 43. Đúng không? Còn chị nhưng mà kiểu như cuộc sống của chồng thì vẫn bình thường, và ông vẫn khỏe. Rồi. Thế là cũng là tám mấy rồi đúng không? Vâng, năm nay 81 ạ. 81. Còn chị là 65. Vâng. Thế và cái hai vợ chồng thì ngoài cái việc vẫn đang ngủ chung với nhau thì lại thỉnh thoảng lại thơm cái ấy của nhau được à? Vâng, thì là nhưng mà thế thì nói chung là thế thì em mới thích ạ. Lại thích hơn cả kiểu như là đấy bình thường ý. Rồi, tóm lại là thơm đấy là thích hơn là quan hệ thực sự đúng không? Vâng, nhưng mà có lúc thì ông có hoa, ông có đổ tại là hay là thế là hoa thì có phải là thế là em muốn hỏi chương trình tư vấn cho em là có phải thế là hay là có cái chất gì mà nó lại hoa thì có lần đi không hoa. Rồi, thế là một tuần ông ấy thơm mấy cái? Nếu mà mình cứ ấy thì thường mà tuần nào cũng được ạ. À, tuần nào cũng được cái đúng không? Mà tuần nào thì ông ho một tuần sau thì khỏi đúng không? Không, có lần thì ho, lần thì không ạ. À, nhưng mà ho kéo dài không? Ho thì độ trong độ 1-2 hôm, nhưng mà em cứ nghĩ là hay là chỉ là ông có lúc ông uống rượu thì ho, chứ không phải vì cái đấy nên em mới hỏi chương trình là nếu ở trong đấy có cái chất gì mà để ho hay không mà lại mà bại thế ạ. Tôi thì tôi nghĩ rằng là sợ là ông ấy
vướng cái tóc nào đấy ở trong cổ ấy nó mới ho như thế. Em có tuổi rồi mà cứ hỏi ấy cái này thì cũng phải là chả làm sao cả mà... Chuyện này là hoàn toàn bình thường, và chương trình Cửa Sổ Tình Yêu là một chương trình mở giải đáp tất cả những băn khoăn thắc mắc về sức khỏe sinh sản cho từ thanh niên cho đến như lứa tuổi của các anh các chị mà, không có việc gì phải ngại. Bởi vì tôi cũng có nhìn thấy chị, có nhìn thấy khuôn mặt của chị đâu, đúng không? Và tôi cũng không biết chị là ai. Vâng. Địa chỉ của chị chính xác ở chỗ nào là tôi cũng không biết. Nhưng mà em cứ theo dõi mà được lên sóng hỏi cái này mà xong, chẳng hạn mà ông nghe tiếng thì mà phải bị cái đấy hay không thì nó được giải tỏa hơn ạ. Rồi. Đấy. Vâng. Ông ấy nghe được tối mà mở đài ra hai vợ chồng cùng nghe nhá, xem để làm thế nào mà cách nó khỏi ho nhất có thể nhá. Vâng, thế nên em mới hỏi chương trình là có phải gì thế hay là nó có cái chất gì ở đấy mà để ho hay là ấy. Thế có nghĩa là không phải là vì thế mà bị ho ạ. Thì tôi hỏi thật, hai cụ là lấy nhau được mấy chục năm rồi? Dạ 40 năm hơn rồi ạ. Thế 40 năm nay có ho không hay dạo này mới ho? Thế 40 năm thì chưa thấy hay là sức khỏe nó ấy thì nó không ho, sợ được thế. Dạo này mới ho thôi đúng không? Vô thỉnh thoảng thôi ạ, còn không phải là cứ hôm nào thế cũng xong cũng ho ạ. Rồi. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem là tại sao mà nó lại ho như thế nhá. Không biết là có bệnh tật gì ở chỗ ý không mà khiến ông ấy cứ mỗi lần thơm em bé cái thì là ho sặc sụa đến vài ngày. Chào chị ạ. Vâng ạ, em chào chị ạ. Vâng. À, tôi có nghe câu chuyện của chị với anh Thành Văn rồi ạ. Thật sự là tôi rất là ngưỡng mộ anh chị. Vâng. Mình rất là nhiều tuổi rồi nhưng mà cái sức khỏe của mình rất là tốt. Thế em hỏi bác sĩ là thế là không phải vì thế mà ho chứ ạ? Chị ơi chị, ho thì nó có nhiều nguyên nhân lắm chị ạ. Chủ yếu là khi mà anh ấy bị mắc các cái bệnh về đường hô hấp, anh ấy bị có đặc biệt là những cái bệnh về phổi này, hoặc là bây giờ mà tuổi cao á thì những cái bệnh về mũi họng này, hay là những cái vấn đề về dị ứng, về kích thích vân vân. Tức là khi mà cơ thể có những cái cản trở cái đường thở thì cái phản xạ của cơ thể mình nó bật lại, và đấy chính là ho ạ. Thế và hay nói cách khác là ho là một cái động tác thở ra gắng sức để mà người ta tống ra tất cả những cái dị vật hay là những cái mà làm cho nó kích thích cái đường thở của mình. Tất nhiên là đấy, như tôi đã nói lúc đầu rồi, thì anh chị như thế đến bây giờ tuổi như vậy mà vẫn còn những cái tình cảm như thế thì rất là tốt. Chỉ có điều là về mặt cơ thể ạ, thì nếu như cơ quan sinh dục của chị hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường, nó không bị viêm nhiễm, và bây giờ thì mình phải rất chú ý là kể cả cái phần ở ngoài, ví dụ như là mu này, hay những cái phần lông của cơ quan sinh dục, nó cũng có thể là những cái nơi nó phát sinh ra những cái mầm bệnh, hoặc là nó gây ra bệnh lý cho bản thân chị, hoặc là đặc biệt là cho anh khi mà mình tác động trực tiếp tới những cái chỗ đó như vậy. Vâng, thứ nhất là để cho hạn chế cái việc đầu tiên là tôi rất muốn là giải đáp cái thắc mắc của chị là có phải vì như thế mà nó ho không, thì hành vi đấy cũng có thể là một nguyên nhân gây ho. Nếu như mà cơ quan sinh dục của chị nó không khỏe hoặc là nó không sạch sẽ thì nó cũng có thể là nguyên nhân gây cho anh ấy bị ho. Thứ hai nữa là bây giờ thì cái anh ấy cũng lớn tuổi rồi, cho nên là tất cả các cái đường mũi họng rồi những cái yếu tố khác nó cũng rất dễ làm cho anh ấy bị kích thích và nó cũng có thể gây ho. Tôi cũng có nghe câu chuyện của chị với anh Văn là vì anh ấy có uống rượu, cho nên là thận trọng một chút ở tuổi đó. Nếu như chúng ta lạm dụng rượu hoặc là nghiện rượu hoặc là uống rượu quá nhiều thì không phải chỉ có đường hô hấp mà còn các cái bệnh khác, ví dụ các bệnh về đường tiêu hóa chẳng hạn, nó cũng có thể là bị ảnh hưởng. Và để mình hình dung là ví dụ như anh bị trào ngược dạ dày chẳng hạn, hay là anh ấy bị những cái bệnh mà liên quan tới đường tiêu hóa, nó cũng có một cái phản ứng là phản ứng gây ho. Vì thế là anh chị có thể cũng nên cân nhắc khi mà thực hiện hành vi đấy. Cái thứ hai nữa là quan trọng nhất là sức khỏe của mình thật là tốt và thường xuyên kiểm tra rồi thực hiện những cái lối sống tốt thì nó sẽ ổn thôi ạ. Hy vọng là chị đã thỏa mãn với những cái câu trả lời của bác sĩ Hoàng Thúy Hải rồi chứ ạ. Chào chị nhá, cảm ơn bác sĩ. Rõ ràng cái chuyện quan hệ tình dục của người cao tuổi là cái chủ đề mà nhiều lần chúng ta đã đề cập, nhưng mà
Với trường hợp của một cụ 81 với cả một bà 65 như thế này thì đây cũng là một cái biện pháp giải tỏa ở cái lứa tuổi này một cách phù hợp đúng không anh Đinh Đoàn? Vâng, trước hết thì rất là mừng bởi vì các bác lớn tuổi cũng đã cởi mở hơn về cái chuyện mà tình dục vợ chồng mà biết rằng là chúng ta phát sóng. Vâng. Điều ấy chứng tỏ là xã hội đang rất là cởi mở, rất là trân trọng những cái tình cảm dành cho nhau. Dạ. À, đúng là người ta nói là cái khó nó ló cái khôn. Vâng. 81 tuổi không biết là với một cụ bà 65 không biết là họ có thể duy trì được cái việc giao hợp hay không. Vâng. Chưa chắc bác trai kia đã còn cương cứng được. Vâng. Và bác gái 65 thì chắc chắn cũng không, chưa chắc đã đủ điều kiện để mà thực hiện hành vi giao hợp. Nhưng mà đấy, chúng ta vẫn nhiều lần nói với nhau rằng là quan hệ tình dục phải hiểu nghĩa rất là rộng mà. Vâng. Dùng chân, dùng tay, dùng mồm, dùng miệng, dùng cái gì đó kích thích để mà tạo ra khoái cảm là được. Dạ. Thì cái việc mà cụ ông sau 81 mà có thơm cô bé của bà xã của mình 65 thì cũng rất là tốt thôi. Dạ vâng. Cơ bản nhất là giữ gìn vệ sinh và giữ đúng cái cách khoa học. Dạ vâng. Tôi thì ban nãy nghe rất là ngưỡng mộ của ông, nhưng tôi nghĩ là sợ là cụ già xong bây giờ khi mà nằm ở trong cái tư thế úp mặt đấy là nó dễ đè lên ngực, là nó dễ tạo ho. Ngồi này thì không ho nhưng nằm sấp. Vâng. Thì là đường thở nó bị hẹp lại, xong lại quá chăm chú vào cái công bé. Việc kia, cô bé kia thì cũng dễ là có thể nó ho. Dạ hoặc vâng. Là nói thật chứ cái rừng rậm của bà mà cụ ấy. Vâng. Mà không cắt tỉa đi ấy, trong lúc mà cụ ông đang như kiểu tôi cứ gọi đùa là gặm cỏ ấy, mà có cái ví dụ như cái lông nó kích thích ở niêm mạc ở mũi chẳng hạn, nó rất dễ khiến cho người ta ho hoặc là hắt xì hơi. Dạ vâng. Thì đã có những trường hợp là khuyến khích là với những người lớn tuổi nên cạo sạch. Dạ để vâng. Giữ vệ sinh. Dạ vâng. Giữ sinh rất tốt. Hy vọng là những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Hoàng Thúy Hải cũng như là chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn cũng có ít nhiều cho các cụ lớn tuổi. Khi bước vào tuổi này thì cái chuyện quan hệ tình dục bằng cái phương pháp là xâm nhập thì nhiều khi là hơi gặp khó khăn đúng không bác sĩ? Ừ. Vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Xin chào một khán giả gọi đến Cửa sổ tình yêu từ Hưng Yên. Vâng, em đây ạ. Em yêu một người tức là hơn một năm. Ừ. Sau đó hơn một tháng, hai tháng rồi anh ấy lại đưa một cô ở An về ở sống cùng. Thế là từ đấy là em cũng nghĩ là thôi mình cũng lớn tuổi rồi. À. Nhưng mà làm sao mà nó không quên được anh ạ. Rồi, thế năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 55 tuổi ạ. Thế à, thế chồng con ra làm sao? Em thì em chưa lấy chồng bao giờ. Ồ thế à? Cứ mãi đi làm ăn đến 20 năm là không ăn Tết ở nhà anh ạ. Thế à, cái thế có con không? Em không ạ, không có chồng, không có con. Thế thì yêu cái anh này là anh ấy bao nhiêu tuổi? Anh ấy sinh năm kém 2 tuổi ạ. 53? Vâng. Rồi. Không, cái tư tưởng của em thì em vẫn nghĩ là thôi mình lớn tuổi rồi. Ừ. Mình cũng không cần thiết là nói chung là yêu cũng được mà không yêu cũng được, nhưng làm sao hai tháng rồi mà em cũng không đến là nó không quên được. Hai người yêu nhau chính thức được bao lâu? Được hơn một năm ạ. Hơn một năm, thế hai tháng gần đây thì là anh ấy yêu cô khác đúng không, ở Nghệ An như bạn nói, đưa một cô Nghệ An về ở cùng. Rồi, thế là vợ con anh ấy ở đâu? Vợ anh thì hai đời vợ rồi, tức là hai đời vợ đều lấy một thời gian thì là đi tù. Ừ. Thì đến lúc về thì em cũng nghĩ cái hoàn cảnh em rất là thương, thì lúc đầu thì em cũng từ chối, nhưng mà sau thì nghĩ thương thì em phải yêu. Ừ. Yêu thì đến giờ như thế, nhưng mà thôi cái chuyện đấy thì em cũng nghĩ cũng bảo thôi thời qua thời gian thì khả năng rồi nó cũng sẽ rồi sẽ quên đi, nó qua đi rồi. Có một câu hỏi thứ hai, câu thứ hai nữa là có một anh ở trong làng, tức là ngoài hơn 60 tuổi, anh rồi. Cũng vợ chồng bỏ nhau. Thế là cái anh 53 tuổi kia có cùng làng không? Cách em 5 cây ạ. 5 cây, đúng không? Vâng. Thế còn cái ông 60 tuổi thì có gần đấy nữa không? Ở trong làng ạ, cùng trong làng. À, cùng trong làng, thế là ông ấy còn to khỏe đẹp trai không? Anh ấy thì cũng cao to, cũng có lương hưu, một ít lương hưu mới lại làm thợ điện.
thì tính đến con người rất là tốt, nhưng mỗi tội ở cái phía mình là mình tuổi cao thôi, chứ còn thì đức tính của tao rất là tốt. Thế thì cái anh thứ nhất, anh 53 tuổi thì yêu nhau một năm thì là hai người ở chung với nhau hay là sao? Không, nhà em thì thỉnh thoảng là, tức là anh ấy sang nhà em, thì thỉnh thoảng em sang nhà anh ấy thôi, chứ em không không sang đây ở được, bởi vì hoàn cảnh nhà em còn phải ông bà già, bố mẹ già, em phải cơm nước rồi còn phải giúp đỡ bố mẹ, chứ không không sang ở được. Rồi, thế là một tuần giao lưu mấy lần trong một năm ý? Chẳng hạn cũng có khi một tuần một lần, cũng có một lần, cũng khi một tuần hai lần. Rồi, thế đột ngột hai tháng chả có lần nào lâu ra là nhớ đúng không? Không, không phải nhớ về cái đấy đâu của anh ạ. Không phải nhớ về tình dục mà cái kiểu trong cái trong trái tim mình ấy chứ. Ôi trời chứ ơi, khổ tế là chứ. Không nhớ về cái đấy đâu. Đang nhớ người ta như thế làm sao mà có dám 60 tuổi hỏi mà gật đầu đồng ý ngay được đúng không? Vâng, thế thì bây giờ nhờ chuyên gia giúp em làm sao em quên. Quên được để đến với anh 60 đúng không? Không, nào chưa không trả lời. Em chỉ bảo là thôi anh cứ từ từ để sau này qua thời gian rồi em mới trả lời anh được. Qua chục năm nữa anh ấy 70 tuổi thì cơ mà. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng, mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi bây giờ là mình 55 tuổi, chưa kết hôn bao giờ. Vâng. Rồi mình còn gánh nặng là bố mẹ già đúng không? Vâng ạ. Cả bố cả mẹ luôn. Vâng ạ. Ông bố em là 84, mẹ 81 ạ. Trời ơi vất vả quá. Thế các anh, các chị, các em đã như thế nào rồi? Nhà em thì 7 con gái, toàn con gái đi chồng hết rồi ạ. Ôi giời ơi. Này nói đùa chứ nghe xong câu chuyện của mình tự nhiên lại nhớ đến cái bài hát mà chị tôi ấy. Vâng. Ừ, tôi thấy đâu một chút gì đó rất là áy náy, một chút gì đấy rất là thương cảm. Vì chị hy sinh cho cả cuộc đời tuổi thanh xuân đi kiếm việc làm, đi làm ra tiền. Rồi bây giờ cuối cùng quay trở về, các em đều có gia đình, đều có phận cả rồi. Mỗi bà chị chưa có chồng. Vâng, đúng đấy ạ. Mà lại gánh nặng của hai ông bà già nữa. Nhưng mà thực ra là con người mà bao nhiêu tuổi cũng cứ khát khao yêu. Ban nãy khi nói đến tình yêu mà thấy cười hí 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 thì biết rồi. Đúng là bây giờ mình nếu như một cô gái 18 lần đầu biết yêu, cho nên là chắc sẽ khó quên. Em nói thật chứ đúng rồi, em 55 tuổi mà em cảm giác như mình không phải là 55 tuổi đúng rồi, lòng nó cứ vui vơi phới đúng không? Vừa thái rau cho lợn, vừa hát được, vừa tắm cho lợn, vừa cho chó ăn, vừa thấy lòng nó cũng vui phơi phới, làm cái gì nó cũng sẽ khỏe hơn rất nhiều. Đấy, sức mạnh của tình yêu nó ở chỗ đó. Tuy nhiên thì thật ra thế này, với cái anh, mặc dù mình khát khao, người ta nói rằng dù có khát nước thì cũng phải uống nước sạch, không bao giờ uống nước ở vũng lầy. Một là nó sẽ sặc sụa, hai là ho, ba là rồi chả biết có khát nước không nhưng mà lại vướng vào bệnh tiêu chảy thì chết. Cho nên với cái anh mà 50 mấy đấy, một người đàn ông đã có quá khứ cũng tương đối phức tạp. Xong rồi hiện nay người ta có trân trọng mình đâu. Người ta thích, người ta lại đưa một người phụ nữ khác về để người ta chung sống. Vậy thì người ta không thương mình nữa thì mình không thương người ta đi. Thôi cứ thương để trong lòng, nhưng mà sớm muộn mình đặt mục tiêu là phải chôn vùi cái mối tình hơn một năm đó. Thôi thì cũng cảm ơn ông trời đã cho anh ấy đến để cho mình nếm mùi đời, mình biết thế nào là tình yêu. Nhưng mà không thể trông đợi và đi tiếp được nữa. Khi mà người đàn ông đã hai đời vợ rồi vào tù ra tội thì giờ lại đưa một người phụ nữ khác về ở, trong khi đang thương yêu mình, bỏ bùa mê thuốc lú cho mình để cho mình biết nếm mùi, biết thế nào là yêu, xong bây giờ để cho người ta ngẩn ngơ. Như vậy là quá ác. Nhưng mà thôi, không chơi với cái ông 55 nữa. Còn với cái bác 65, mình nói là to khỏe, đẹp trai, có lương hưu. Bác ấy vợ chết hay là ly hôn? Ly hôn rồi ạ, ly hôn hẳn rồi ạ. Ly hôn hẳn. Các con của bác cũng lớn hết cả rồi đúng không? Cũng ông nội, ông ngoại rồi. Vâng, lấy vợ rồi. Con rồi. Hai đứa con trai lấy vợ rồi ạ. Rồi. Chẳng còn bao nhiêu nữa là thành ông già đâu mà. Quay đi quay lại là 70. Mình sống cả đời đang tự do, một gánh nặng ở bên này, hai bố mẹ già toàn 80, bây giờ lại khoặc thêm một, giả sử như tốt ra ấy, lại gánh thêm một bên kia một ông lão ngót 70 nữa. Mình thì cũng vài tuổi nữa là 60. Trời ơi, bên này thì đau đầu gối, ông kia thì tiểu đường, hai cụ nhà mình thì nhớ nhớ quên quên. Không giải mà lấy thêm gánh nặng về nữa. Mình là gái chưa chồng, anh ấy là trai không còn vợ.
nếu như thích nhau cứ gặp, nhưng không có nghĩa rằng là cứ gặp là phải đi đăng ký kết hôn rồi đám cưới rồi lấy nhau thành vợ thành chồng đó mà. Tôi ta thiếu cái gì ta chia sẻ cái đó. Mình thật ra cũng đơn côi, đôi lúc ông ấy bảo rằng là mai bà có rảnh sang bên này tôi nấu bát cháo cho mà ăn, ừ cứ sang mà ăn bát cháo. Hôm nào mình nấu xôi bảo là em thắp hương rằm có đĩa xôi, anh qua em lấy xôi về mà ăn. Thế rồi hai người ngồi thôi thì chia sẻ bù đắp tình cảm cũng thế. Không ai cấm cả nhá, hai người trưởng thành rồi, có làm gì chăng nữa cũng không vi phạm pháp luật. Và hãy nhớ rằng là tuổi của mình cũng không còn được bao lâu, và ông ấy thì cũng tuổi già mấp mé và gánh nặng hai ông bố bà mẹ của mình rất là nhiều. Mình không vơ vào một cái biết chắc nó sẽ là một gánh nặng nữa. Vâng. Chẳng may mà bây giờ lấy ông xong quý hóa đưa đi đăng ký kết hôn, vài bữa nữa ông ấy ốm ông đau mình lại phục vụ, chạy về bên kia chăm chồng, chạy bên này chăm bố mẹ. Xong ba bữa nửa tháng ông lăn quay ra, mình thành bà quả phụ, đeo khăn tang ở trên đầu, hưởng niềm vui chẳng được bao lâu. Thôi, chẳng may ông trời bắt tội mình không được mau mắn, nhưng mà cho mình cho giờ còn sức khỏe, nghe tiếng cười hí hí thích lắm. Anh ạ, em thì con người thì xấu không đẹp anh ạ, nhưng mà chỉ có mỗi điều là tại sao rất nhiều người đàn ông cứ thích em ở cái chỗ là em cứ vừa hay cứ nói là động cất lên tiếng nói tươi. Mình tươi tắn đúng không? Thôi thì đẹp xấu không biết, nhưng mà mình cứ nhìn cuộc sống nó tươi tắn, cười hí hí thấy vui, không sao cả. Hãy nhớ này, anh nào mình thấy không có vướng đến chuyện vợ con, người ta quá bụa cô đơn hay là ly thân ly hôn, à quên ly hôn, mình mà thấy cũng có tình cảm thì cứ mở lòng, không ai cấm và không vi phạm pháp luật. Và đặc biệt là hãy nhớ rằng thôi thì thời gian không còn nhiều, không việc gì phải óng nghẹo cành cao nhá. Mỗi một con người một số phận, trời trao cho ta một cái số phận đấy, ta may mắn là cho đến giờ ta còn giữ gìn sức khỏe. Thứ hai nữa là thôi lo cho bố mẹ rồi, như thế cũng đủ rồi. Hãy nhớ rằng giữ lại một phần cho mình đi. Có được dăm trăm, một vài trăm gì đấy gửi tiết kiệm. Để mai kia cái lúc mình không còn khỏe mãi thế này được đâu, mình còn rút cái lãi ra, mình còn thuốc, còn men, còn đong gạo mà ăn. Bố mẹ già cũng sẽ chẳng ở mãi với mình nhá. Hy vọng cuộc sống của bạn luôn luôn có nhiều niềm vui, và hãy cứ nở nụ cười như thế nhá. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại cũng gọi đến từ tỉnh Hưng Yên, nhưng là đây là một bạn nam 37 tuổi. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 02438262625 đang chờ quý vị kết nối. Xin chào một khán giả gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Xin chào bạn. Trước đây em là cảm thấy hai vợ chồng quan hệ bình thường ấy, và từ ngày COVID tôi tiêm vaccine nhiều 3-4 lần ấy, thì thấy là nó vào một lúc ấy ra rồi và em cũng lên mạng theo dùng muốn hỏi chương trình này, bây giờ có cái cách nào mà để nó kéo dài thời gian dài ra ấy. Rồi thế là cái chuyện mà nó ngắn thế là cái chuyện mà thời gian quan hệ nó ngắn là bao nhiêu lâu nay rồi? Thời gian gần đây ạ. Giờ gần đây là bao lâu, chẳng lẽ không nhớ à? 4-5 tháng rồi ạ. Rồi, ngắn như thế nào? Vào một lúc rồi ra ạ. Tức là các cụ bảo là chưa đi chợ là hết tiền đấy đúng không? Vâng. Rồi, thế cái giai đoạn đầu ấy, tức là cái khúc màu đầu nó có kéo dài không? Không dài lắm ạ. Chắc là cũng được vài phút. Thế là chiến đấu thì chắc là được 30 giây thì đã ra rồi đúng không? Phút hơn phút thì đấy. À, rồi năm nay 37 tuổi đúng không? Vâng ạ. Rồi các con lớn chưa? Em một đứa 5 tuổi, một đứa được 4 tháng ạ. À, thế à? Thế là bố vợ vẫn đang ở cữ à? Đâu, vợ hết ở cữ rồi. Nó hai vợ chồng quan hệ bình thường rồi. Rồi, 4 tháng, tức là vẫn đang cho em bé bú đúng không? Vâng. Rồi. Cái hiện tượng này mà bạn đổ tại do là tiêm 3-4 lần vaccine gì đó đúng không? Và bạn từ sau lần đấy thì bạn thấy yếu đi à? Vâng, thấy yếu đi. Tức là nếu như ngày xưa thì quan hệ này khoảng tầm tiếng sau là có thể quan hệ lại được đấy, thì nó lên cứng lại bình thường đấy. Ừ.
bây giờ một tiếng thì không thể cứ cứng lại bình thường được. Rồi thế là 3-6 tiếng thì nó mới quay lại trạng thái ấy. Không đến gì. 3-4 tiếng thôi. Nên là hai vợ chồng như thế là một tuần quan hệ mấy lần? Hai lần có thể, một lần tùy quan trọng này phải phút tùy nhu cầu đúng không? Khoảng 1 đến 2 lần mà mỗi lần thì cũng tức là tần suất cũng không phải là mau lắm, mà khoảng như thế là 3-4 ngày mới có một lần diễn ra đúng không? Mà mỗi lần thì diễn ra trong khoảng phút hơn phút là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đánh nhanh thắng nhanh. Ôi, khi nhiều khi cũng hay. Vợ có than phiền gì không? Vợ thì cũng thái độ hài lòng ạ. Thái độ không hài lòng đúng không? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem ở cái tuổi 37 và cái hiện tượng xuất tinh sớm như thế thì có ảnh hưởng gì đến chất lượng cuộc sống hay không nhá? Chào em. Chào bác. Mình nói là một thời gian gần đây thì nó là khoảng chính xác nó là khoảng bao nhiêu lâu em? 5 tháng này. 5 tháng này. Tại vì nó cũng liên quan tới cái việc vợ em có thai đúng không? Rồi là sau đó thì vợ em lại ở cữ nữa. Và khi mà vợ có thai này rồi vợ ở cữ thì vợ có bắt mình nhịn không? Hay là em vẫn quan hệ tình dục với vợ bình thường? Nhưng không được nhiều, thỉnh thoảng có cái nhà em nó yếu, nó hay nay có bệnh như tiền sử là sinh non ấy. À, thế hả? Cũng không dám quan hệ nhiều, thỉnh thoảng rồi. Cái nào cái rồi em vợ sinh non mấy đứa rồi nên là không dám mới nhiều ạ. Đúng rồi. Thứ nhất là mình năm nay mình 37 tuổi rồi thì cái sức khỏe sinh sản của mình, hay nói cách khác là cái việc quan hệ tình dục của mình, nó không thể như là cái lúc mà mình còn ở độ tuổi 20 được nhá. Không thể là một tiếng nó lại lên một lần như lúc mình 20 tuổi được. Khi mình 30 tuổi rồi mình 40 tuổi, mình 50 tuổi nó sẽ khác đi rất là nhiều. Vì thế mình đừng có hoài niệm quá và đừng có lấy cái chuẩn lúc mình 20 tuổi ra để mình so sánh với cả cái lúc mà bây giờ hoặc là về sau. Đấy không phải là cái chuẩn để mình mang ra mình so sánh. Nhưng cái việc mà mình xuất tinh sớm ý, thì nó có thể có một số khả năng như thế này. Sợ là do mình khi mà vợ mình mang bầu này, rồi là vợ mình là ở giai đoạn ở cữ, có thể là mình cương cữ nó lâu quá. Và khi mà mỗi lần mình gọi là được đấy, được quan hệ tình dục thì mình cái phần ham muốn của mình nó lên rất là cao, rồi mình bị tích trữ rất là lâu ngày mình mới được quan hệ tình dục, thì nó cũng có thể gây ra cái hiện tượng như của em. Thì đấy là có thể do cái điều kiện khách quan nó có thể gây ra cái hiện tượng như vậy. Còn một cái trường hợp thứ hai là có thể là bệnh lý thật. Bởi vì là tất cả các lần quan hệ tình dục của em trong thời gian gần đây đều chỉ được từ 1 cho đến 2, 3 phút là cùng đúng không? Là em đã xuất tinh rồi, trong điều kiện quan hệ tình dục bình thường. Bây giờ vợ cũng không cấm cản, không phải lo lắng gì nữa, mà vẫn bị như vậy thì có thể là em bị xuất tinh sớm nhá. Em ở Hưng Yên thì chị nghĩ là có lẽ là mình cũng cần phải đi khám đi nhá. Em hỏi bây giờ khám ở đâu mà... Em lên Hà Nội nhá. Em lên Hà Nội, em đến rất nhiều các cái bệnh viện có chuyên khoa nam học. Ở Hà Nội thì nhiều lắm. Bệnh viện công, rồi là bệnh viện tư, bệnh viện Việt Đức này nhá, có khoa nam học và hiếm muộn của bệnh viện Việt Đức. Rồi bệnh viện Đại học Y Hà Nội có hẳn khoa nam học rất là tốt. Rồi bệnh viện Bưu Điện, bệnh viện 108, bệnh viện 103. Quan trọng nhất là phải tìm được nguyên nhân. Xuất tinh sớm nó có do rất nhiều nguyên nhân. Nó có thể do nguyên nhân của bệnh lý của cơ quan sinh dục. Nó có thể do một số các cái bệnh lý của ngoài cơ quan sinh dục. Và nó có cái triệu chứng là xuất tinh sớm. Xuất tinh sớm nó chỉ là một triệu chứng thôi nhá. Và quan trọng nhất là em phải tìm được nguyên nhân. Dựa trên nguyên nhân thì người ta mới điều trị được cho em. Chứ còn nếu như mà tất cả những cái mà trên mạng, những cái không chính thống, những cái không phải là bác sĩ khám, không có nguyên nhân cụ thể, thì những cái đấy thì chị nghĩ là điều trị nó sẽ không đúng bệnh, và đôi khi nó lại còn có thể hại hơn cho em nhá. Vì thế mình cố gắng thu xếp thời gian để đi khám, tìm được nguyên nhân và điều trị theo đúng cái chỉ định của bác sĩ, thì hy vọng nó sẽ ổn. Bởi vì là em mới có 37 tuổi thì cái đời sống tình dục của em nó sẽ rất là dài, cho nên là mình cố gắng để mình điều trị thì chất lượng cuộc sống của mình sẽ ổn hơn nhá. Rồi, hãy cứ đến những cái bệnh viện công lập nhá.
chứ đừng search trên mạng thế xong lại đưa ra một vài cái bệnh viện hoặc là phòng khám tư hoặc là cho một vài cái loại thuốc mà chả biết tác dụng ra làm sao, nhiều khi lại còn phản tác dụng nhá. Vâng ạ. Chào bạn. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hải Phòng. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hải Phòng. Em xin hỏi anh là thằng con em nó năm 25 tuổi mà nó đi đại học thì yêu với cô cùng trường ở đại học. Rồi. Mà cùng ăn nằm ngủ với nhau trong rồi. Vòng 4 năm mà bây giờ cô ta lại thôi không yêu con em nữa mà yêu cái anh học cùng đại học cùng cấp 3 đấy. Bây giờ em xin hỏi anh nhờ anh Minh Đoàn tư vấn giúp em nè, liệu có cần níu kéo hay là thôi ạ? Rồi, thế tóm lại là anh có một cậu con trai 24, 25 tuổi gì đó đúng không? Trong vâng, khoảng thời gian học đại học thì rủ một cô đến ăn ở cùng như vợ chồng. Vâng. Chắc là bây giờ ra trường rồi đúng không? Ra trường đi làm rồi thì... Ra trường đi làm rồi thì cô ta tung tẩy, cô kiếm một người khác đúng không? Và cô ta lại ăn ở như vợ chồng với anh chàng này. Thế bây giờ là mình là một ông bố chồng hờ đúng không? Bây giờ tức là bởi vì đã có phải là bố chồng đâu, mặc dù là chúng nó ăn ở với nhau rồi đúng không? Thì mong muốn là chúng nó quay lại à, hay là nếu mà chúng nó không quay lại thì mình cứ đến tận nhà cái cô gái kia thì mình thuyết phục là thôi mày đến mày ở với con trai bác tiếp đi à, hay thì sao? Em thì em cũng muốn cho các cháu thì nó cũng đã thấu hiểu và chúng nó yêu nhau thì tôi nó cũng dẫn về nhà em rồi thì em cũng biết rồi thì muốn là cho các cháu nó thành đôi lứa, nhưng mà bây giờ chúng nó không thích thì làm nào, mình làm sao mình ép được chúng nó, kéo chúng nó về ở với nhau tiếp đi đúng không? Mình có làm cha làm mẹ đi chăng nữa nhưng quyền quyết định về cuộc sống hôn nhân là quyền của chúng nó cơ mà. Vâng. Thế em nhờ anh Minh Đoàn giờ tư vấn giúp chúng em là liệu con ngày em nó có muốn kéo lại hay là cũng chấm dứt lại. Hai bố con tâm sự với nhau chưa? Dạ, có cháu nó có vẻ nó nói rồi. Thế cháu nó bảo sao? Cháu nó bảo là con cũng muốn là cái chung quanh quay lại, thế nhưng mà ý của cô ấy là cô giờ cũng yêu với anh kia thì liệu có nếu kéo lại nữa hay là thôi thì ạ, em nhờ anh Đoàn tư vấn giúp ạ. Rồi, xin chào bố trẻ. Bố trẻ suýt được làm bố vợ đúng không? À quên, bố chồng, bố chồng. Hôm nay mình 48 đúng không? Em chưa hôm nào em cũng mở cửa sổ tình yêu, em nghe anh tư vấn rất hay. Thế à, cửa sổ tình yêu toàn phát có một lần nhá. Dạ. Rồi, nhà mình được mấy thằng cu? Dạ, em hai thằng cháu thì hai cháu đại học cả. Ôi, tốt quá, bà xã còn khỏe không? Nhà em năm nay 45, em 48. Ồ, hai vợ chồng còn vui vẻ không? À, vợ chồng em thì hạnh phúc lắm. Tốt quá. Vâng, trước hết là phải nói thế này. Học đại học như là hai đầu học giỏi, học bổng khá. Giỏi quá. Bây giờ thằng cu lớn mà suýt có vợ thì bây giờ nó ra trường nó làm gì ở đâu? Cháu làm kỹ sư của bên V-Ship của Nhật Bản. Tốt quá. Nhưng mà nó có làm ở gần Hải Phòng, gần bố mẹ không? Ở nằm ở bên Thủy Nguyên thì cách xa chúng em khoảng 20 cây. Vẫn là tỉnh Hải Phòng thôi, vẫn thành phố Hải Phòng thôi, huyện khác thôi. Vâng. Trước hết phải nói với bố cháu thế này. Dạ. Các con nhà mình nó sống rất là hiện đại, mới là sinh viên thôi, nó đã ở chung như vợ chồng. Vâng. Ở với nhau 4-5 năm, ăn như vợ, ở như chồng, mà rồi chẳng còn níu kéo được, nó chẳng nảy sinh ra được cái tình cảm để mà chúng nó có thể tiến xa tiếp được. Thế thì bây giờ có níu kéo cũng muộn thôi, cũng chẳng để làm gì. Sợ nhất là con nhà mình cảm thấy bị... Thứ nhất là con nhà ta con gái, mà bản thân cô gái đã đi ăn ở, gọi là sống thử với một chàng trai suốt 4 năm làm vợ người khác, và bên đây giờ người ta còn vững tâm, người ta bước tiếp. Thế thì mình là con trai, mình sợ cái gì? Phải nghĩ một cách rất tích cực là may quá, sinh viên mà vẫn cứ có vợ. Được ăn ở như vợ chồng với một cô. Bây giờ tự nhiên cô chả bắt mình có trách nhiệm gì, cô lại dứt áo ra đi. Vậy thì mình mặc dù không mất một đồng tiền nào mà cũng được có vợ trong suốt 4 năm. Nghĩ tích cực như thế.
bây giờ mình bắt đầu lại từ đầu. Tôi lo là lo con nhà mình ấy buồn rồi đau rồi lụy tình rồi hiện nay đang chán đời bỏ đi nghiện rượu rồi chích rồi hút gì. Chứ còn thì nó đã tâm sự với bố rằng là thôi chúng con thôi. Tất nhiên thì cũng có vẻ con nhà mình thì muốn rằng nếu níu kéo được thì níu kéo, bởi vì cũng đã đồng hành với nhau 4 năm. Nhưng bạn cũng đã đánh giá rồi, có lẽ cũng thôi, bởi vì phụ nữ mà đã quyết tâm dứt áo ra đi nghĩa là phía kia chắc lắm rồi đấy. Vâng. Chứ không không đời nào mà chỉ là một cái anh bây giờ mới tìm hiểu mà đã sẵn sàng nó buông tay con mình đâu. Thế thì thôi để cho nó tiện tự nhiên. Bố cũng cứ nói với con một cách rất là vui vui thế này. Ôi thôi tốt quá, thôi kệ con ạ. Nó là cái duyên cái số. Thôi mình cứ nghĩ một cách tích cực là 4 năm qua mình đã có vợ mà lại chả mất đồng xu nào, chả phải chịu trách nhiệm gì. Thế thì bây giờ thì thôi, tập trung vào làm ăn trước mắt là có tí vốn tí liếng. Thế rồi mình khỏe mạnh, mình sống tử tế, mình giao lưu bạn bè rồi bạn ấy sẽ có bạn gái thôi mà. Đôi khi mình cứ nghĩ rằng là đã nở với nhau 4 năm như thế thì chắc phải yêu nhau lắm, nhưng đấy chắc là hoàn cảnh nó đưa đẩy. Các cháu nó gần gũi nhau rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén rồi dọn về ở chung ấy mà. Chứ rất nhiều đôi sinh viên sống thử. Nhưng đến lúc ra trường thì cũng là chia tay luôn. Chứ không phải trường hợp riêng con nhà mình đâu. Nhá, vì các cháu là nó cứ hai đứa cùng xa nhà xong rồi góp gạo thổi cơm chung, rồi ở chung thì đỡ phải hai đứa cùng thuê nhà trọ, vân vân, rất nhiều thứ. Đặc biệt là chúng nó cũng lại giải quyết được cái nhu cầu sinh lý của tuổi trẻ với nhau. Thôi thì cái đấy thì không khuyến khích nhưng mà cũng chẳng cấm được các cháu. Thôi mình nhìn một cách tích cực là con mình trong suốt 4 năm ăn ở với bạn gái mà không để hậu quả là có thai ngoài ý muốn này, không bệnh tật gì này, con mình vẫn tập trung học tập chứ không đến nỗi gì, bây giờ cũng tốt nghiệp một cách đàng hoàng và ra trường có công ăn việc làm cho một gọi là doanh nghiệp nước ngoài đúng không? Vâng. Hãy nhớ rằng người ta bảo rằng là giữ được người ở lại chứ ai đã là giữ được người ra đi. Một cô gái đã sống thử 4 năm trời mà rồi cuối cùng cũng người ta là con gái, người ta còn chẳng giữ, người ta còn quyết tâm dứt áo ra đi để đến với người khác thì thôi. Thì không tiếc nhé. Và mình có tiếc cũng chả làm gì được nữa rồi. Đường hãy nhớ rằng là cánh cửa này khép lại sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra. Mình là người động viên con thế. Tất nhiên con nhà anh chắc nó cũng mạnh mẽ đấy, nó không cần động viên lắm đâu. Nhưng mà nếu nó có chia sẻ, bố cứ nói một câu rất là vừa, trời thiêu gì đầy. Con cứ tập trung con làm, con ăn, con có tiền rồi, con tạo dựng rồi, con giữ gìn hình ảnh của mình nó đẹp rồi, cha đứa này thì đứa khác nhé. Làm thế nào mà con nó sẽ tìm được một người như mẹ nó hiện tại nhỉ? Cuộc sống của bác gia đình nó không bắt được vợ chồng em hạnh phúc lắm đấy. Thế nhưng phải bền chặt đấy, như thế mới là đúng chuẩn nha. Xin cảm ơn chuyên gia tâm lập Minh Đoàn. Vâng, chào anh Đoàn, anh Thành Văn. Dạ vâng ạ. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Long. Em với bạn thân quen nhau mà em không biết người đó có bị gì không, mà có vợ có con rồi, em con trai. Trời ơi. Cũng dùng mà làm em mấy lần rồi. Họ làm gì? Lúc mà nhậu sau tỉnh rồi xong làm em mấy hai lần rồi. Làm cái gì bạn có thể cụ thể hơn được không? Quan hệ. Tức là bạn có một người cậu bạn trai. Năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Hai người bao nhiêu tuổi? Em 24, người đó cũng 28 rồi. À, thế là cả bạn và anh chàng kia là đều có vợ rồi à? Em thì chưa, mà người đó thì đã có rồi. Tức là mỗi lần nhậu với nhau thì anh kia làm gì bạn? Em ngủ lại rồi xong rồi làm quan hệ em không hay á, lúc đó em bơ bơ thôi. Tức là anh ý quan hệ với bạn? Dạ. Yeah. Quan hệ tình dục ý bạn muốn nói thế? Dạ yeah, dạ. Yeah. Rồi. Cái hành vi đó khiến bạn cảm thấy như thế nào? Lúc ấy có biết không? Có lúc mà thì đó cũng hơi say nhưng mà cũng cảm giác như cũng có bị vậy đó, nhưng mà mình không có thấy được. Tức là lúc ý bạn có biết không?
cũng hơi hơi mà yeah. Có lần cuối cùng thì biết rồi. Và bạn không phản đối à? Nhưng mà lúc đó say đâu phản đối được. Lúc là lúc ấy đang say đúng không? Đang có tí men, đâm ra là cũng cảm thấy thinh thích. Nhưng mà về sau thì nhiều lần chưa? Hai lần rồi, lần thứ ba thì lúc đó em say rồi nên em không có chắc. Rồi. Cái hành vi của anh ý khiến bạn khó chịu đúng không? Nói chung là em hỏi nó có bị ấy không mà sao ấy. Tại có vợ có con rồi. Rồi. Thế đã bao giờ hai người trao đổi với nhau về chuyện ý chưa? Bạn có nói hỏi mà bạn nói giỡn thôi. Hả? À giỡn thôi à? Dạ. Rồi. Thì cố gắng một tuần say 3-4 lần. Theo anh Đinh Đoàn thì giải quyết vấn đề này như thế nào ạ? Rồi, chào em trai. Dạ. Mình đang là sinh viên hay mình đi làm, mình sống ở nhà trọ làm công nhân ở khu công nghiệp? Em đi làm tự do ở nhà trọ. Thế à? Trọ chung với cái anh ấy hay anh ấy trọ, anh ấy không. Có vợ đúng không? Anh đó không có ở, lâu lâu chỉ ghé về nhậu chung thì chơi thôi chứ. Anh có làm chung với mình cái công việc gì không? Dạ không, anh đó ở làm công việc gì em cũng không đi. Sao mình đưa anh về nhà để anh chuốc rượu say để bị anh bị xâm hại tình dục, bị anh ấy xâm hại tình dục. Đấy, cái mối quan hệ thứ nhất là anh tưởng rằng là sinh viên trọ cùng này, anh tưởng là ít nhất cũng làm cùng công ty với nhau, hai đứa thuê nhà trọ chung chung nhau, rồi trong lúc uống rượu rồi gọi là thèm khát quá thì làm liều. Nhưng mà rõ ràng ở đây thì anh ấy là người em không hề biết. Anh ấy có vợ có con, anh có vợ rồi. Biết nhưng mà có vợ có con rồi nhưng mà rồi. Tại không có biết làm nghề gì, tại không có hỏi lên đâu, lâu lâu mới gặp là cũng có liên lạc điện thoại thôi. Rồi thôi thế này, em thì hình như là cũng ít để ý đến những vấn đề sách vở báo chí nói về vấn đề giới tính, vấn đề xã hội đúng không? Thấy em trong sáng lắm, em trong veo luôn ấy. Việc đầu tiên em có thể một là bị xâm hại tình dục bởi người đồng tính. Anh ấy có thể là người đồng tính. Ở đây chắc là phải có nhà chuyên môn thì mới kết luận. Nhưng mà nghe cái việc mà có vợ rồi xong đi chuốc rượu say cho một người, rượu bia say cho một người bạn trai khác để có quan hệ tình dục, thì ở đây là hình thức xâm hại tình dục bạn cùng giới. Đúng không? Yeah. Anh là người đồng tính, tuy có vợ rồi nhưng vẫn cứ thèm quan hệ với người cùng giới với mình. Đấy là cái đấy là nó có thật ở trong cuộc đời. Có những người đồng tính thì người ta công khai, người ta nhận người ta là người đồng tính và người ta không lấy vợ để người ta yêu một chàng trai khác. Em có nghe thêm bao giờ không? Cũng nghe. Rồi, thế thì chịu khó nghe thêm. Việc thứ hai là có những người đàn ông vì muốn che giấu, không nhận mình là đồng tính vẫn lấy vợ. Tuy nhiên cái khát khao mà có quan hệ tình dục với người đồng giới nó vẫn còn ở trong lòng. Khi gặp hoàn cảnh dễ chịu, hoàn cảnh thuận lợi thì làm cái việc đó với bạn đồng giới. Hoặc là anh ấy là người lưỡng giới, tức là với nữ cũng thích mà với nam cũng thích, tức là dạng dạng bisexual ấy, tức là lưỡng giới. Nhưng dù thế nào chăng nữa thì em vẫn là người bị xâm hại tình dục, bởi vì em không muốn cái điều đó và bị người khác chuốc rượu say và người ta làm cho mình lúc ấy tờ là mờ say không biết, nhưng khi tỉnh lại mình thấy mình hơi mắc cỡ đúng không? Em có thấy xấu hổ ngại ngại gì không? Thì thấy cũng hơi hơi là... Có thấy nó kỳ kỳ hay là thích thích lại mong muốn anh đến nữa? Không, nó hơi kỳ thôi, hơi kỳ kỳ. Thấy hơi kỳ kỳ. Thế nhưng mà em có khát khao mong muốn được nữa không? Nói chung á, thì lúc mà anh làm á, thì lúc đó thì nó cũng có hơi hơi ấy. Hơi ấy ấy rồi, tê tê thích thích đúng không? Anh ấy làm quan hệ tình dục thực sự không? Ví dụ anh quan hệ bằng đường hậu môn hay vào đường miệng của mình, hay là chỉ ôm nhau sờ lần kích thích với nhau? Bằng miệng của em thì em không có biết, tại em lúc đó em thích ngủ rồi xong rồi còn lúc mà ấy. Trời thì ơi, rượu say gì nỗi người ta, ví dụ như ngủ người ta nhét vào miệng mình cái gì mình không biết thế à? Đúng không? Cho nên thứ nhất là nếu như em không phải là người đồng tính thì em sẽ dừng cái việc gặp gỡ anh này. Bởi vì nhiều lần như thế rồi em sẽ thành quen. Em có thể không phải là người đồng tính, em có thể là trai thẳng,
Nhưng mà rồi vì em chưa có những cái trải nghiệm quan hệ tình dục với bạn khác giới, em chưa bao giờ có người yêu, vẫn chẳng quan hệ với bạn nữ bao giờ, đúng không? Dạ. Nay lại có một cái anh này, anh cứ làm mình thấy hay hay, lúc đầu thấy kỳ kỳ, nhưng ba lần lại thấy hết kỳ kỳ mà lại thấy thích thích, rồi đến lần thứ tư nhớ là nhiều người đã đánh mất cái giới tính thực sự của mình, bởi vì mình không ý thức được là mình đang bị xâm hại, mình đang bị lôi cuốn nhá. Lần thứ ba thì đưa vô phòng môn nên em lúc đó em lúc ấy đau quá thì mới biết, mở mắt mới biết, còn mọi lần thì là không, đúng không? Tại lần thứ đó em hình như là em thấy nó đưa vô luôn rồi em mới rút ra thôi. Rồi tóm lại thì đó, nếu em không thích thì em là người không phải người đồng tính thì em phải dừng lại, tránh trường hợp là mình sa đà, một là bị nghiện cái hành vi tình dục đó rồi thành thói quen. Có thể mình không thể trở thành người đồng tính đâu, nhưng mà mình quen cái hành vi tình dục đồng giới nhá. Đồng tính là khác, còn cái hành vi tình dục đồng giới là ta nói đến cái hành vi thôi, cái gì lặp đi lặp lại nhiều nó thành thói quen không tốt nhá. Hai nữa là chịu khó đọc sách, lên trên mạng đọc sách về vấn đề giới tính, phải biết thế nào là LGBT, phải biết thế nào là đồng giới nam, đồng giới nữ, người ta vì sao lại như thế, người ta có những hành vi tình dục như thế nào, và mình học cách để mình tự bảo vệ bản thân. Em là một người thanh niên còn rất là non trẻ, ít kinh nghiệm sống, đi ra ngoài xã hội, em đi kiếm ăn, em ở nhà trọ, nhà thuê thì có những kiến thức bảo vệ bản thân chứ nhá. Yeah. Không phải chỉ bạn này mà ngồi tới đây mà có một chị nào chị già già, chị thích em, chị chuốc rượu say xong rồi chị xâm hại em thì cũng chết đấy. Mình phải có kiến thức một tí nhá. Rồi bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của chuyên gia tâm lập Đinh Đoàn rồi chứ? Chào bạn nhá, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Không biết là với vai trò của bác sĩ thì với câu hỏi vừa rồi thì bác sĩ có lời chia sẻ gì với các khán thính giả đang nghe đài không ạ? Tôi nghe câu chuyện của bạn trẻ 24 tuổi, vâng, 24 tuổi, một thanh niên 24 tuổi rất là trẻ, vâng. Và tôi nghe thấy toàn bộ câu chuyện của bạn đó với anh Văn, cũng đặc biệt là với anh Đoàn. Thật sự là tôi ở trong lòng tôi rất là thấy lo cho bạn này. Đúng rồi ạ. Vâng, bạn ấy không hề có kỹ năng bảo vệ mình, dạ, vâng. Thế bây giờ, và bạn ấy cũng không biết là, có lẽ bạn ấy cũng không biết là đấy là hành vi có hại cho sức khỏe anh ạ, dạ, vâng. Anh khi mà bạn ấy say như thế, bạn ấy không kiểm soát được mình, và cái anh chàng này anh ấy có thể là đưa miệng của anh này vào cơ quan dương vật của bạn này, đấy là một cái hành vi có hại rồi. Nếu như mà trong khoang miệng của anh ấy nó không khỏe, rồi nó có những cái vết loét rồi vân vân, hay nói cách khác là kể cả anh ấy mắc các cái bệnh mà trong khoang miệng anh ấy có, cũng có thể gây bệnh cho bạn này, kể cả bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục. Dạ vâng. Cái thứ hai nữa là việc mà xâm nhập vào đường hậu môn cũng là một hành vi mà có hại cho sức khỏe. Dạ vâng. Nhất là trong tình trạng là anh này anh lại không biết được là như thế nào, thì cơ thể anh ấy không sẵn sàng, các cái cơ thắt của hậu môn nó không mở ra, nó rất dễ gây sang chấn, thậm chí có những trường hợp nó đã thủng trực tràng. Dạ vâng. Và đấy là cái việc rất là nguy hiểm cho anh ý, chưa kể là những cái tổn hại đến sức khỏe, mà rồi nó cũng có thể là tổn hại đến tinh thần nữa. Biết đâu sau này anh ý chẳng thể mở lòng ra với các bạn gái, hoặc là anh ý lại như anh Đoàn đã nói rồi, không phải là người đồng giới mà cuối cùng lại trở thành có những cái hành vi quan hệ tình dục với người đồng giới, thì nó sẽ rất là ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Vì thế tôi cũng rất là mong muốn các cái bạn trẻ, đặc biệt là với cái bạn 24 này, chúng ta phải tỉnh táo hơn nữa, chúng ta phải cập nhật các cái kiến thức, biết tự bảo vệ chính mình, cũng như là biết các cái xu thế quan hệ tình dục hiện nay nó như thế nào, đánh giá các nguy cơ mà mình có thể gặp phải. Ở đây chỉ có việc là mỗi tội uống rượu anh ạ, dạ, cứ mỗi lần uống rượu là say, và say đến người ta làm gì trên cơ thể mình còn không biết, thì sau này làm sao mà mình có thể kiểm soát được cuộc sống của, dạ, mình. Vâng. Không biết là anh Đinh Đoàn anh còn nhớ cái trường hợp là có một cậu cũng thanh niên dạng tuổi như thế này, thì là ở dãy trọ và bà chủ là hay trừ tiền trọ là, vâng, bởi vì phục vụ nhu cầu của bà ấy. Đấy, tôi nói là hiện nay thì rất là nhiều bạn trẻ thoát ly khỏi gia đình vì nhiều lý do, đi học hay đi làm, đi kiếm sống. Điều ấy thì cũng rất là tốt. Tuy nhiên thì các bạn phải trang bị những cái kiến thức phòng vệ bản thân, tránh vướng vào các mối quan hệ phức tạp để đánh nhau, để ghen tuông, tranh giành bạn trai, tranh giành bạn gái. Và đặc biệt thì uống rượu hay nhậu nhẹt cũng vẫn cứ nói vui thôi ạ, vui có chừng dừng đúng lúc. Dạ. Tránh trường hợp để mà say
một người phụ nữ nào đó, người ta thấy một anh thanh niên say mà người ta thích, người ta lôi vào trong giường, sau đấy người ta chụp ảnh để lại, ngày hôm sau người ta dùng những cái tấm hình ấy, người ta tống tiền rằng là hôm qua trong lúc anh say hay là cậu say, cậu xâm hại tôi, vì cậu phải tôi trả tôi một món tiền này, món tiền khác, nếu không thì sẽ đấy. Nhiều người sống dở chết dở. Vâng. Cho nên là các bạn khi ra khỏi nhà, không còn sống trong vòng tay bố mẹ, phải biết cách tự bảo vệ bản thân. Dạ, đừng để say đến mức độ mà không biết cái gì cả như thế ạ. Để dạ, người khác hại mình. Dạ vâng. Rất là cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Và thời lượng dành cho chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng ta ngày hôm nay đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong các chương trình sau. Quý vị vừa theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 để chúng tôi thiết kế một cuộc tư vấn miễn phí dành cho quý vị. Mời quý vị cùng tham gia chương trình Cửa sổ tình yêu. Các chuyên gia tâm lý và y tế của chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với quý vị. Hãy gọi tới số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần để được thiết kế một cuộc tư vấn miễn phí.